Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 136. Trong tinh không vô tận, đoàn người Dương Bách Xuyên dừng lại, nhìn về phía sau. Châu thần ngũ sắc khoan thai đi theo phía sau bọn họ cách vài trăm mét. Lúc này thấy đám người Dương Bách Xuyên dừng lại, châu thần ngũ sắc cũng dừng lại, duy trì khoảng cách. Tên Cà Lâm, người đi theo chúng ta làm gì? Tên họ Dương nào đó cười tủm tỉm hỏi. Tinh tinh không vô tận, bản tiên muốn đi đâu thì đi đi đi, đi đó, ai đi theo các ngươi? Châu thần ngũ sắc lập tức phản bác. Điều khiến Dương Bách Xuyên thấy lạ là lần này hắn trắng trợn gọi là tên Cà Lâm, vậy mà con trâu này lại không cãi. Đến lúc này tên họ Dương nào đó đã đoán được sơ sơ. Hắn nhếch miệng cười, sau đó nói với mấy người Mai tỷ, đi thôi, chúng ta bắt đầu thuấn di đi đường. Sau 7 ngày thuấn di, Trịnh Bân Bân mới vừa bước vào đại thừa không chịu nổi. Sau khi dừng lại, Dương Bách Xuyên nói, xem tinh bàn thì e là phải nửa tháng nữa mới đến trái đất, chỉ bằng mấy người các ngươi quay về không gian bình càn khôn trước đi. Cũng được. Sau khi cảm giác kích thích lúc mới ngao du tinh không qua đi, người ta không còn cảm giác gì nữa, trong tinh không vô tận chỉ còn lại sự nhàm chán. Mai tỷ, Trịnh Bân Bân, Tiểu Phượng Hoàng và con trồn đều đồng ý tiến vào không gian bình càn khôn. Nếu không cứ thi triển thần thông thuấn di theo Dương Bách Xuyên thì lãng phí pháp lực. Mấy người này tiến vào không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại thì phát hiện châu thần ngũ sắc vẫn thảnh thơi đi theo, vẫn giữ khoảng cách vài trăm mét. Thuấn di 7 ngày liên tục, hắn cảm thấy rất tốn sức. Nhưng nhìn châu thần ngũ sắc mà xem, dường như nó không bị ảnh hưởng chút nào, vô cùng thảnh thơi thoải mái. Lúc này không còn ai cả, Dương Bách Xuyên nhìn châu thần ngũ sắc cách mình mấy trăm mét. Vèo một cái đi đến trước mặt đối phương rồi nói, tên Cà Lâm, không phải là ngươi muốn cùng theo ta đấy chứ? Lần này Dương Bách Xuyên không vòng vèo mà hỏi thẳng, hắn đoán nhất định là Phong Tiên bảo châu thần ngũ sắc đi theo mình, hơn nữa xem chừng con trâu ngốc này còn đồng ý, cho nên nó đã đi theo suốt 7 ngày. Nhưng chắc là con trâu này sĩ diện, dù sao nó cũng là tiên sủng tương đương tán tiên tứ chuyển, ở tiên giới cũng là thần tiên sơ cấp. Hay là con trâu này có việc cần hắn giúp đỡ? Bản tiên không đi cùng ngươi. Lúc này châu thần ngũ sắc lảng tránh ánh mắt của Dương Bách Xuyên. Vậy là ngươi cần ta giúp đỡ sao? Dương Bách Xuyên hỏi với nụ cười nghiền ngẫm. Không có, châu thần ngũ sắc phủ nhận. Vậy thì chúng ta tạm biệt tại đây, có duyên sẽ gặp lại. Dứt lời Dương Bách Xuyên biến mất trong hư không. Thấy Dương Bách Xuyên biến mất tại chỗ, châu thần ngũ sắc đắc ý nói, bản tiên là tiên đấy. Một người tu chân có thể thoát khỏi sự truy lùng của bản tiên được chắc. Trong lời lẩm bẩm của châu thần ngũ sắc chứa đựng sự coi thường, sau đó nó nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của Dương Bách Xuyên. Vài phút sau nó bỗng mở mắt ra, chán nản nói, sao? Sao tên nhãi này lại không thấy đâu? Hai, nếu biết trước sẽ thế này thì mình nói thẳng với hắn, nói mình muốn đi cùng hắn. Phong Tiên nói với mình là tên. Tên nhãi này là người có khí vận lớn, đi theo hắn sẽ không thiệt. Mình trở về tiên gia, chưa chắc Lam Tâm Tiên Vương đã cần mình, dù sao mình cũng phải tìm người có khí vận lớn mới có thể sống sót trong kiếp nạn. Mình chỉ muốn ăn muốn ngủ, ở tiên giới chẳng có ai cần một tiên sủng qua vạn năm tu vi vẫn không hề có tiến triển như mình cả. Tìm chủ nhân ở hạ giới, có lẽ người ta còn có thể nhận mình là tiên sủng. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Sao tên nhãi kia lại tránh được tiên thức của mình nhỉ? Khó hiểu thật đấy. Châu thần ngũ sắc vô cùng ảo não. Nhưng một giây sau, một tiếng cười vang lên sau lưng nó, chuyện đơn giản như vậy mà ngươi không nói sớm, muốn đi cùng ta cũng được thôi, ta có thể luyện đan cho ngươi ăn, nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh hay không, ha ha. Ngươi sao lại thế này? Trong đôi mắt của châu thần ngũ sắc tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng là nó đã tra xét nhưng không hề có khí tức của Dương Bách Xuyên, không ngờ đối phương lại thình lình xuất hiện sau lưng nó một cách im lìm, nó hoàn toàn không cảm nhận được. Ngươi muốn hỏi tại sao ta lại đột nhiên xuất hiện đúng không? Ha ha, vừa hay ta mới lĩnh ngộ được đôi chút về thần thông phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương, ẩn nấp trong hư không vẫn có thể làm được. Tên họ Dương nào đó cười ha hả nói, quả thật hắn có thể biến mất một lát, không để cho châu thần ngũ sắc cảm nhận được. Và đúng là hắn đã thôi động thần thông pháp tắc phương thốn càn khôn.
Bản thân thần thông dựa vào cơ sở pháp tắc không gian, giấu đi chính mình, biến mất trong hư không. Đây cũng là năng lực sơ cấp của phương thốn càn khôn. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, châu thần ngũ sắc bỗng bừng hiểu ra. Nó từng theo hầu Lam Tâm Tiên Vương, tất nhiên biết thần thông nổi tiếng phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương có năng lực thế nào. Dương Bách Xuyên nhận được truyền thừa, hèn chi mình không tìm thấy hắn. Ngươi nói thật ư, có thể cho ta ăn đan dược của ngươi. Làm tiên sủng ăn đan dược giống như ăn cơm vậy, nó đã quen rồi. Tất nhiên ta sẽ không lừa ngươi, luyện đan mà thôi, không thể làm khó tên họ Dương nào đó. Dù sao hắn cũng không nói là đan dược, chỉ cần lừa được con trâu này là tuyệt nhất. Dương Bách Xuyên đã nghe thấy những lời mình nói nên châu thần ngũ sắc không giấu giếm nữa, dứt khoát thừa nhận, bản. Bản tiên đi theo ngươi cũng được thôi, nhưng không ký khế ước linh hồn với ngươi đâu, chúng ta xem như quan hệ hỗ trợ có được không? Nếu ngươi đồng ý, sau này bản vương sẽ đi theo bên cạnh ngươi, tốt xấu gì ta cũng là tiên sủng, mạnh hơn người thu chân. Về phần ta có bản lĩnh gì ấy à? Nói đến đây, châu thần ngũ sắc suy tư. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Dương Bách Xuyên xa sầm, tên này còn phải nghĩ xem mình có bản lĩnh gì. Thảo nào phong tiên gọi nó là châu đần, thật ra có thể khiến con châu này đi theo mình là Dương Bách Xuyên lời to rồi, dù có yếu đến mấy thì nó cũng là tán tiên tứ chuyển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao hắn cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nó có bản lĩnh gì hắn cũng chẳng ôm hy vọng. Tốc độ của bản vương khá tốt đấy, dẫu sao vận chuyển tốc độ pháp tắc cũng nhanh hơn người thuấn di. Mãi lâu sau, cuối cùng châu thần ngũ sắc cũng nghĩ ra một bản lĩnh của mình. Dương Bách Xuyên nghe xong, hai mắt lập tức sáng ngời. Thi triển thần thông thuấn di trong tinh không mênh mông quá tiêu hao pháp lực, nếu tốc độ của tên cả lâm này trong tinh khá ổn thì đúng là bớt sức. Được rồi, thành giao, sau này chúng ta là quan hệ hỗ trợ, không ký khế ước. Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi ăn ngon uống đã. Bây giờ ngươi cho ta trải nghiệm tốc độ của ngươi có được không? Dương Bách Xuyên cũng không nói lời vô nghĩa. Được, quyết định vậy nha. Nếu ngươi đối xử với bản tiên không tốt, bản tiên sẽ rời khỏi ngươi bất cứ lúc nào. Ngươi ngồi lên lưng bản tiên đi, chỉ phương hướng là được. Đến lúc này, tên họ Dương nào đó và tiên sủng nói lắp châu thần ngũ sắc này đã đạt thành nhất trí. Dương Bách Xuyên ngồi trên lưng châu thần ngũ sắc, đích thân cảm nhận thế nào là tốc độ của tiên sủng. Đúng là châu thần ngũ sắc trông mập như heo, nhưng tốc độ di chuyển trong tinh không lại nhanh hơn thần thông thuấn di của hắn không chỉ gấp đôi. Hắn đã được trải nghiệm tốc độ như bay. Đây mới là tốc độ mà linh sủng tiên giới chân chính mang lại. Có câu nhìn chiếc lá biết mùa thu, ngồi trên lưng tiên sủng này, Dương Bách Xuyên cũng có nhận thức rõ ràng hơn về tiên giới. Tiên giới không hề đơn giản. Theo kế hoạch ban đầu thì phải cần hơn nửa tháng mới đến được trái đất. Sau khi Dương Bách Xuyên cưỡi châu thần ngũ sắc, rốt cuộc 10 ngày sau hắn đã nhìn thấy một tinh cầu màu xanh lam. Hắn bảo châu thần ngũ sắc dừng lại, xuống khỏi lưng nó, đứng lơ lửng giữa không trung nhìn tinh cầu màu xanh lam. Lúc này trái tim Dương Bách Xuyên đang run rẩy. Hắn rời trái đất đến Sơn Hải giới rồi lại tới tu chân giới, tính ra hắn đã tu chân 700 năm, rốt cuộc hắn đã trở về. Năm xưa ba mẹ hắn từ Sơn Hải trở về vẫn luôn ở lại trái đất. Lúc đám Triệu Nam tới đã nói ba mẹ chưa từng trở lại Sơn Hải giới, không biết hiện giờ họ còn ở trái đất không. Còn có cô vợ Âu Dương Ngọc Thanh, năm ấy hắn rời đi, cô ấy ở lại trái đất, sinh cho mình một đứa con trai vẫn chưa gặp một lần. Vân Môn ở trái đất nữa. Hắn đã rời đi mấy trăm năm, không biết Vân Môn có còn tồn tại hay không. Lúc này tâm tư của Dương Bách Xuyên đã bay đến trái đất rồi. Châu thần ngũ sắc thấy toàn thân Dương Bách Xuyên run rẩy, không nhịn được nói, đây là quê. Quê hương của ngươi à, nhỏ thế. Dương Bách Xuyên bị châu thần ngũ sắc cắt ngang dòng suy nghĩ, bấy giờ mới hoàn hồn, nói, tạm thời ngươi vào động thiên nghỉ ngơi trước đi. Cũng được, dù sao bản vương đi đường cũng mệt rồi, chỉ bằng đi ngủ. Sau đó Dương Bách Xuyên thu châu thần ngũ sắc vào không gian bình càn khôn rồi hóa thành một vệt sáng bay tới trái đất. Khi tới gần, hắn nhìn thấy vệ tinh dày đặc bay lơ lửng xung quanh trái đất. Thần thức quét qua, hắn nhìn thấy trên mỗi vệ tinh đều có hình vẽ đỏ thẫm. Hắn cảm thán sự hùng mạnh của Tổ quốc, trong lòng cũng kích động. 700 năm trôi qua,
không biết hiện giờ Cửu Châu đã phát triển đến trình độ nào. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vượt qua tầng khí quyển tiến vào trái đất. Dương Bách Xuyên cũng không nhìn phương hướng, hắn tùy tiện tìm một nơi để đáp xuống, dù sao chỉ cần ở trái đất, bất cứ nơi nào hắn cũng có thể tìm được đường trở về, cảm giác nơi nào cũng thân quen. Thần thức quét qua một lượt, Dương Bách Xuyên phát hiện mình đã đáp xuống một thành phố, nhưng điều đáng xấu hổ là hắn thậm chí còn không nhận ra đây là thành phố nào. Nhưng xét theo vị trí địa lý thì lúc này chắc là hắn đang ở một thành phố nào đó thuộc phía Nam. Nhưng kỳ lạ là, hiện tại thành phố này đã không còn là dáng vẻ lúc hắn rời đi, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nói sao nhỉ? Toàn bộ thành phố trông lớn hơn, sạch sẽ và đặc sắc hơn. Bố cục hợp lý hóa hơn, nhân tính hóa hơn, so với thành phố mấy trăm năm trước, thành phố hiện tại thích hợp để sinh sống hơn. Kiến trúc chủ yếu ở thành phố vẫn là những cao ốc chọc trời, so với mấy trăm năm trước thì vô cùng to lớn, những tòa nhà cao tầng trông giống như những bàn tay khổng lồ, thấp nhất cũng phải 100 mét, có những tòa cao ốc còn vươn lên tận mây xanh. Nhưng không còn mang lại cảm giác của một khu rừng thép như hàng trăm năm trước nữa. Thay vào đó, sau hàng trăm năm, thành phố bây giờ đã trở thành một khu rừng thực sự. Bởi vì mỗi tòa nhà đều có thảm thực vật, đủ loại thực vật mà Dương Bách Xuyên chưa từng thấy, chúng bao phủ trên những tòa nhà khổng lồ, mỗi tòa nhà trông giống như một cái cây cao chót vót. Điều đáng ngạc nhiên hơn là những thảm thực vật này không di động, không giống như những bồn cảnh được để lên, cũng không phải trồng trên nóc nhà. Thay vào đó, tất cả chúng đều bám rễ vào các vách tường của tòa nhà. Cảnh tượng thần kỳ như vậy khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc, thảm thực vật mọc trong xi măng, sao có thể? Lẽ nào không phải xi măng? Dương Bách Xuyên phóng thần thức kiểm tra chất liệu kiến trúc của tòa nhà di động, hắn phát hiện quả nhiên không phải xi măng, nhưng là một loại chất liệu còn tốt hơn cả xi măng. Điều càng khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hơn, vật liệu này còn chắc chắn hơn xi măng. Vậy những thảm thực vật được trồng như thế nào? Cho dù có thể trồng vào thì làm sao để chúng sống sót? Quan trọng hơn là, chẳng lẽ không sợ rễ cây của những thảm thực vật này phá hư kết cấu tòa nhà, dẫn đến mất an toàn sao? Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên. Điều này khiến Dương Bách Xuyên tràn ngập tò mò với trái đất của hiện tại. Với sự tò mò, hắn đã dùng thần thức kiểm tra cấu trúc và vật liệu của một tòa nhà. Cuối cùng cũng phát hiện ra một số điểm khác biệt. Hắn phát hiện ra rằng vật liệu của công trình không chỉ bền hơn xi măng mà quan trọng nhất là thân rễ của thảm thực vật rất nhỏ, chỉ nhẹ thô hơn tóc con người một chút. Nhưng lại rất khổng lồ và quanh co, vô số rễ cây thực vật nối liền nhau, khiến kết cấu của tòa nhà trở nên chắc chắn hơn. Còn về thảm thực vật có phá vỡ kết cấu của tòa nhà hay không, Dương Bách Xuyên đã tìm được câu trả lời, bên trong tòa nhà có một nơi gọi là trung tâm tòa nhà thông minh. Nơi này kiểm soát vận hành của toàn bộ tòa nhà. Cả toàn bộ cao ốc này giống như một con người, mà vùng trung tâm kia chính là não. Trong thần thức, Dương Bách Xuyên phát hiện, bên trong vùng trung tâm có một bộ phận chuyên môn giám sát giữ gìn kết cấu của tòa nhà. Trên màn hình hiển thị, Dương Bách Xuyên thấy trong cấu trúc tòa nhà, từng thân rễ cây đều được theo dõi, nhân viên có thể nắm bắt đầy đủ sự phát triển của rễ thực vật thông qua trung tâm điều hành này. Một gốc cây nào đó sinh trưởng quá nhanh. Thông qua kênh vận chuyển trung tâm được nối liền với ống nước sẽ dùng một loại chất dịch nào đó cắt tỉa rễ cây thừa ra, tương tự nếu rễ cây nào có hiện tượng héo rũ, bọn họ sẽ cung cấp dịch dinh dưỡng ngay lập tức, để rễ cây sinh ra. Sự tồn tại của một trung tâm vận hành thông minh như vậy đảm bảo tỷ lệ sống sót của toàn bộ thảm thực vật và sự ổn định của tòa nhà. Có một hệ thống vận hành thông minh, chỉ cần thế hệ bảo vệ tốt cả tòa nhà, thì về mặt lý thuyết, tòa nhà sẽ không bị hư hỏng, có thể tồn tại trong thời gian dài. Thực tế, khi xem sổ tay ghi chép xây dựng tòa nhà, hắn phát hiện môi trường sống hiện tại của con người trên trái đất và tòa nhà trí tuệ này đã được hiện thực hóa sau 100 năm kể từ khi hắn rời đi. Cho đến nay, tòa nhà đô thị này là phiên bản thứ tư, còn được gọi là phiên bản vĩnh viễn, sẽ tồn tại mãi mãi. Đây là sản phẩm kết hợp giữa công nghệ và các giống loài ngoài hành tinh, lịch sử con người đã trải qua những thay đổi to lớn ngay từ 100 năm sau khi hắn rời khỏi trái đất, tức là 600 năm trước. Trong 600 năm, quê hương Trung Quốc đã thực hiện được ước mơ phục hưng vĩ đại của mình, trình độ đã xếp đầu tiên trên thế giới về mặt và khoa học công nghệ, quân sự, chính trị, thương mại. Thời gian đã chứng minh, người lãnh đạo của Trung Quốc đã đưa vận mệnh của cộng đồng nhân loại đi đúng hướng, 600 năm đã thống nhất thế giới. Ngày nay,
Trung Quốc không thẹn khi trở thành trung tâm của trái đất. Dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc, các nước trên thế giới đã kết thúc kỷ nguyên tranh giành năng lượng từ lâu, hiện tại họ đã ra khỏi trái đất, phóng tầm mắt ra biển sao rộng lớn. 700 năm sau khi Dương Bách Xuyên rời đi, hiện nay khoa học kỹ thuật đã bước sang một thế giới mới, gần 100 năm đã hoàn thành mục tiêu di rời dân lên vũ trụ, đây chính là bước tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, thực hiện mục tiêu chinh phục các vì sao và biển cả. Bước đầu, mặt trăng, sao mộc, sao thủy đã thực hiện di dân. Đương nhiên Dương Bách Xuyên biết trong tinh không bát ngát, mục tiêu của con người trên trái đất chỉ giống như hạt bụi. Nhưng trái đất đã hòa bình thống nhất, đây là chuyện tốt. Thời đại cạnh tranh năng lượng đã chuyển từ trái đất ra ngoài vũ trụ, bảo tồn sự sống của môi trường trái đất, đây là một bước tiến vĩ đại được dẫn dắt bởi những người Trung Quốc vĩ đại. Thảm thực vật trong tòa nhà mà bạn nhìn thấy trước mắt được lĩnh ngộ từ không gian bên ngoài hoặc một hành tinh xa lạ. Nó đã được các nhà khoa học trong ngành xây dựng sử dụng, nâng cấp hoàn toàn thành phố thành một rừng đô thị, không khí đã được cải thiện nhờ những thảm thực vật. Từ một tòa cao ốc của thành phố, Dương Bách Xuyên biết rõ sự phát triển của trái đất hiện tại, tất cả đang đi theo hướng tốt đẹp, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ, vô cùng tò mò với trái đất của hiện tại. Thu hồi thần thức, hắn cũng giấu đi khí thức quanh mình, biến bản thân trở thành một người bình thường, hắn muốn dạo quanh xem thử. Lúc này, nơi hắn đáp xuống là một con mương đầy cỏ dại ở khu vực rìa thành phố, cách đó mấy chục mét có một tòa cao ốc, hắn chuẩn bị vào trong xem thử. Hắn cúi đầu nhìn quần áo đang mặc trên người, trong lòng khẽ động, Dương Bách Xuyên lấy ra một bộ quần áo mà hắn đã để lại 700 năm trước, bây giờ mà mặc đồ cổ đại thì hắn sẽ trở thành khỉ ở rạp xiếc cho người ta vây xem. Mặc xong hắn mới rời đi. Vèo. Vừa ra khỏi bụi rậm đi đến một con đường, trên đầu vang lên tiếng vù vù, có thứ gì đó bay ngang qua, Dương Bách Xuyên nhìn quanh, hắn phát hiện một chiếc ô tô công nghệ đang phóng nhanh qua đầu. Cảnh tượng này khiến hắn vô cùng xúc động, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, công nghệ đã phát triển hàng trăm năm nên việc xe bay có thể xuất hiện cũng không có gì lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, tốc độ bay rất có thể đã đạt tới hơn 1.000 km/h. Dưới ánh nhìn của Dương Bách Xuyên, con xe kia đã bay vào giữa một tòa nhà, hắn nghĩ ở cao ốc sẽ có hệ thống bãi đỗ xe bay. Với sự tò mò và háo hức muốn thử, Dương Bách Xuyên tăng tốc độ đi về phía thành thị đông đúc. Kiến trúc nơi hắn đứng tương đối thấp, nhưng cũng cao hàng trăm mét, nhìn xa xa có thể trông thấy những tòa nhà chọc mây xanh, Dương Bách Xuyên nghĩ nơi này là vùng ngoại thành, ở kia mới là trung tâm thành phố nhỉ. 5 phút sau, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một trạm xe buýt bên đường, có 20-30 người đứng ở đó, giống như cảnh tượng chờ xe buýt hàng trăm năm trước. Hắn bước đi nhanh hơn, đã hàng trăm năm không đi xe buýt, Dương Bách Xuyên muốn hồi tưởng lại, sau khi trở lại trái đất, hiện tại hắn tò mò và hứng thú với tất mọi thứ. Sau khi đến trạm xe buýt, mái tóc dài xõa vai màu trắng và quần áo mặc trên người không ăn khớp với mọi người, hắn lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Dương Bách Xuyên mỉm cười ra hiệu cho mọi người. Bên tai hắn nghe được những lời bàn tán. Oa, anh đẹp trai. Đây là giọng nói của một cô gái trẻ. Anh đẹp trai này ở đoàn phim nào vậy? Tôi không nghe nói có đoàn làm phim quay ở ngoại thành, nhìn quần áo mặc trên người, có lẽ là phim tài liệu về thời kỳ phục hưng. Mái tóc trắng bồng bềnh đó, sao trông không giống tóc giả nhỉ? Kính cong, xe bus thông minh YSY mang số hiệu 666 đã tới trạm ngoại ô và chuẩn bị đi đến ga trung tâm đô thị, khoảng cách 30 km, thời gian di chuyển là 3 phút, hoan nghênh quý khách sử dụng xe đám mây, vui lòng lên xe một cách trật tự. Trong lúc mấy thanh niên bàn tán về Dương Bách Xuyên, một giọng nữ nghe có vẻ rất máy móc truyền tới tai hắn, báo rằng xe buýt của 700 năm sau sắp tới. Lúc hắn nhìn kỹ lại, xe buýt hoàn toàn không có cửa với loại xe này, nếu tả chính xác thì đó hẳn là xe mây với vẻ ngoài cực kỳ mộng ảo với hơi thở khoa học kỹ thuật. Nghe thấy tốc độ xe là 30 cây số trong nửa tiếng, Dương Bách Xuyên âm thầm chặt lưỡi, tốc độ này thật. Khoa học kỹ thuật phát triển đúng là nhanh mà. Lúc tất cả mọi người xếp hàng bước lên xe mây, Dương Bách Xuyên cũng hoàn hồn, nhấc chân đi về phía cửa xe. Nhưng khoảnh khắc vừa mới đạp một chân qua cửa, một giọng nói máy móc lập tức vang lên, tạt cho hắn nguyên thau nước lạnh ngắt. Tít tít, nhận diện bằng tia hồng ngoại thất bại, nhận diện khuôn mặt thất bại, hành khách chưa có hộ khẩu, mời xuống xe. Tít tít, số hiệu YSY xin nhắc những hành khách khác nhớ chú ý an toàn, trên xe xuất hiện cư dân không rõ thân phận,
không có hộ khẩu, xin mọi người chú ý. Tít tít. Hệ thống của xe mây vừa cảnh báo xong, tít một tiếng, cửa xe lập tức tự đóng lại. Tới cả Dương Bách Xuyên cũng chỉ biết đứng đờ ra, ngơ ngác há hốc miệng. Mẹ kiếp, không có hộ khẩu, không rõ thân phận sao. Lúc này, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Đằng sau còn có mấy người chưa lên xe, có thể là đang chờ chuyến xe tiếp theo, đưa đến những địa điểm khác. Vừa nghe thấy lời cảnh báo của xe Vân, họ lập tức hô lên thất thanh, đồng thời kéo giãn khoảng cách với Dương Bách Xuyên. Có người xì xầm, đừng nói thằng nhóc này là người nhập cư trái phép từ Nhật Bản đó nhé. Nếu là con dân Hoa Hạ bọn mình thì thân phận đã được ghi lại vào hệ thống an từ lúc sinh ra rồi, làm gì có chuyện không hộ khẩu chứ. Trông giống người Hàn Quốc hơn đó. Hay là người nước Nam. Bất kể là nước nào cũng trốn không thoát đâu, hệ thống an trên xe Vân sẽ tự động báo nguy mà. Dương Bách Xuyên đứng yên tại chỗ nghe họ bàn tán, hai bên thái dương từ từ nổi gân xanh. Bản thân là con cháu Hoa Hạ đường đường chính chính, không ngờ lại có ngày bị một hệ thống kỹ thuật cao nói là không có hộ khẩu. Còn bị người ta hiểu lầm thành người nước khác. Ta là người Hoa Hạ, không phải dân nhập cư trái phép. Dương Bách Xuyên gượng cười giải thích một câu. Lừa ai vậy, đế quốc Hoa Hạ bọn tôi từ khi sinh ra đã được ghi lại thông tin vào hồ sơ an, thế nên cậu không phải dân nhập cư trái phép từ nước khác mới là lạ đó. Tôi nói này, mấy người có biết xấu hổ không hả, không lấy được visa thì tìm cách nhập cư trái phép, nhưng kiểu gì cũng chỉ có một kết quả thôi, đó là sẽ bị tống về nước. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà cũng không thể trách họ, Hoa Hạ ngày nay đâu còn như Hoa Hạ của mấy trăm năm trước. Khó xin visa lắm, những người này muốn hưởng thụ sự phồn vinh của Hoa Hạ thì chỉ còn nước nhập cư trái phép thôi. Nghe nói năm nào cũng có hơn mấy nghìn người nhập cư trái phép đó, có điều kiểu gì cũng bị phát hiện rồi tống cổ về, nhưng với những người nước ngoài như cậu ta á hả, một khi đặt được chân đến Hoa Hạ, dù bằng cách nhập cư trái phép, thì sau khi trở về cũng có cái để mà khoe khoang, khoác lác rồi, ha ha. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng còi xe vẫn giống hệt như mấy hồi mấy trăm năm trước tầm vài giây, một loạt xe cảnh sát với đèn chớp đỏ trên nóc lập tức xuất hiện với tốc độ như bay. Xem kìa, cảnh sát tới rồi đó, gã người nước ngoài đầu bạc này sắp bị tống về. Dương Bách Xuyên cười khổ, nhìn xe cảnh sát đáp xuống chạm xe như điện xẹt, thầm cảm thán trong lòng tốc độ của cảnh sát trái đất bây giờ nhanh thật, tính ra còn chưa được 3 phút nữa. Không cần hỏi hắn cũng biết mấy cảnh sát này hẳn đã nhận được tín hiệu cảnh báo từ hệ thống trên xe mây nên chạy tới bắt hắn. Nhưng hắn cũng không có ý chạy trốn, dù sao cũng chỉ là trải nghiệm cuộc sống thôi mà, với cả, trên đời này không một ai có thể vây bắt được hắn. Một chiếc xe bay cảnh sát mở ra, một nam một nữ mặc đồng phục cảnh sát màu xanh da trời bước xuống, đi thẳng về phía Dương Bách Xuyên, trong tay còn cầm súng. Một trong số họ vừa xuống xe đã hét lớn về phía những người còn lại ở trạm xe, tất cả lui hết ra sau. Mọi người xung quanh lập tức lùi lại lần nữa, lần này cách xa Dương Bách Xuyên hơn 100 mét. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Nữ cảnh sát giơ súng hướng về phía Dương Bách Xuyên, hét lớn. Dương Bách Xuyên nhíu mày, bị người ta chĩa súng vào mặt thật chẳng thoải mái chút nào. Với cả đường đường là tu sĩ phi thăng cảnh. Đương nhiên sẽ không có chuyện hắn ôm đầu ngồi xổm xuống rồi, và tất nhiên hắn cũng sẽ không làm hai người họ bị thương, vì họ chỉ đang thực hiện chức trách của mình mà thôi. Hiện tại, Dương Bách Xuyên đã biết tạm thời có vài việc không thể giải thích rõ, chỉ đành lắc đầu cười khổ, rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ. Giây sau, hai cảnh sát mặt mày biến sắc. Tình huống kỳ lạ này đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của họ, chỉ còn cách báo cáo lên tổng bộ. Về phần tên họ Dương nào đó, hắn định ngồi xe trải nghiệm cuộc sống một chút, nhưng sau khi biết thân phận của mình có vấn đề thì lập tức hiểu ra tạm thời không thể chạy loạn đi đâu được cả. Trải qua mấy trăm năm phát triển, chuyện xin hộ khẩu đã nghiêm chỉnh tới độ nửa bước khó đi, hắn biết nếu không giải quyết vấn đề thân phận của mình, tới cả chuyện đi lại trên đường cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thế nên hắn quyết định tạm thời cứ quay về Vân Môn trước đã. Trong tòa cao ốc an ninh vũ trụ Hoa Hạ, chủ nhiệm, vệ tinh vọng thiên số 600 của chúng ta quan sát thấy khoảng nửa tiếng sau sẽ có sinh vật không rõ lai lịch tiến vào trái đất, đáp xuống một thành phố phía nam của nước chúng ta. Một nhân viên công tác báo cáo với cấp trên. Có kiểm tra ra được là thứ gì không? Người trả lời là một người đàn ông trung niên độ 40 tuổi, cũng là chủ nhiệm của ban kiểm soát vệ tinh,
Hầu Văn. Nhân viên trả lời, tốc độ quá nhanh, chỉ chụp được một vệt sáng, số liệu còn đang được phân tích, hẳn là sắp có kết quả rồi. Sau khi phân tích xong nhớ đưa thông tin chi tiết tới phòng làm việc của tôi. Hầu Văn trầm tư vài giây, vừa nói vừa trở về phòng làm việc, giọng ông ta lúc này có chút lo ngại. Mấy trăm năm nay, tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của trái đất đã đạt đến mức không thể tin nổi, trạm phát tín hiệu có thể phóng tín hiệu tới một nơi ở khoảng cách rất xa ngoài vũ trụ, thế nên đã thu hút vài sinh vật không rõ lai lịch tiến vào trái đất, tạo thành ảnh hưởng xấu cho trái đất. Việc những sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện, muốn xâm nhập trái đất không phải chưa từng xảy ra, nhưng cũng may ở Hoa Hạ có tồn tại một lực lượng bí ẩn nên tất cả đều bị đè xuống. Có điều mỗi lần sinh vật không rõ lai lịch xông vào trái đất đều là một vấn đề lớn, không được phép xem thường. 10 phút sau, tại phòng làm việc của Hầu Văn. Nhân viên công tác đưa số liệu đã được phân tích đến phòng làm việc của Hầu Văn. Hầu Văn mở tệp tài liệu ra, đập vào mắt là một tấm ảnh chụp từ vệ tinh, và nhân vật chính trong bức ảnh là một thanh niên tóc trắng mặc trang phục thời xưa. Không ngờ sinh vật lần này lại là con người, hơn nữa còn mang nét Đông phương. Quan trọng nhất là người này lại có thể bay giữa không gian mà chẳng cần tới thiết bị hỗ trợ, nếu không phải lúc hắn tiến vào tầng khí quyển đã dừng lại tầm 1-2 giây, hình như để quan sát sơ vệ tinh này, thì có lẽ còn chẳng chụp nổi hình của hắn. Trong tay họ còn có đoạn phim trích từ vệ tinh, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên hình ảnh không quá rõ ràng, chỉ thấy được một vệt sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Một người sống sờ sờ lại có thể tự do bay lượn với tốc độ ánh sáng. Điều này đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của Hầu Văn, hơn nữa đó còn không phải sinh vật ngoài hành tinh nào khác mà là một con người, chuyện lần này đúng là khó đoán. Hầu Văn lập tức nhận ra sự việc không hề đơn giản, phải nhanh chóng báo lại với cấp trên. Nghĩ vậy, ông ta tức tốc cầm theo tệp tài liệu, bước ra khỏi phòng làm việc, tới thang máy bấm thẳng lên tầng cao nhất. Nơi đó là phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ An ninh Vũ trụ, cũng là nơi làm việc của sếp lớn trong ngành Âu Dương Nhạc Nhạc. Cả Hoa Hạ đều biết Bộ trưởng Âu Dương Nhạc Nhạc của Bộ An ninh Vũ trụ cực kỳ bí ẩn, trên người cô ấy tồn tại rất nhiều truyền kỳ. Sau khi đến nơi, Hầu Văn hít sâu một hơi, bước ra khỏi thang máy, trải qua vô số khóa an ninh để đến phòng làm việc của Âu Dương Nhạc Nhạc, dù thật ra đã hẹn trước với thư ký từ lúc nãy rồi. Chủ nhiệm Hầu, Bộ trưởng mời ông vào. Thư ký Âu Dương Nhạc Nhạc mở cửa, mời ông ta vào. Bộ trưởng, chúng tôi phát hiện sinh vật không rõ lai lịch là một người có nét mặt Đông phương, hắn đã đáp xuống thành phố phía nam của chúng ta. Hầu Văn đứng trước mặt một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, cung kính báo cáo, đồng thời đặt nhẹ tệp tài liệu trong tay lên bàn làm việc. Mở rộng phạm vi giám sát của tầng khí quyển thuộc khu vực châu Âu và Nam Mỹ, mấy trăm năm qua khu vực đó chẳng lúc nào yên bình, ở hội nghị giữa các quốc gia, nước Mỹ đã mở lời nhờ vả chúng ta. U Dương Nhạc Nhạc cúi đầu ký tên lên văn kiện trong tay, đóng lại, xong xuôi mới ngẩng đầu nói với Hầu Văn một tiếng, tiện tay mở tệp tài liệu ông ta đặt trên bàn ra xem. Rõ, Bộ trưởng, tôi lập tức đi làm ngay, cô làm việc tiếp đi. Hầu Văn không dám nói nhiều, đứng trước mặt vị Bộ trưởng với số tuổi có thể làm con gái mình, thế mà trông ông ta lại chẳng khác gì đứa con nít. Thật ra Hầu Văn biết rất rõ tuổi tác thật sự của vị Bộ trưởng Bộ An ninh Vũ trụ Âu Dương Nhạc Nhạc này cực kỳ lớn. Nhưng lớn cỡ nào thì đó là bí mật cấp 1. Khắp Hoa Hạ số người biết thông tin về thân phận của Âu Dương Nhạc Nhạc chắc đếm được trên đầu ngón tay. Đi đi, Âu Dương Nhạc Nhạc cúi đầu trả lời, không nhìn Hầu Văn, một tay bưng tách trà, tay còn lại lật mở tài liệu. Nhưng khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy tấm ảnh bên trong. Choang! Tách trà trong tay lập tức rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn. Cô ấy bật dậy khỏi ghế, lẩm bẩm, về rồi. Hầu Văn vừa bước tới cửa bị hành động này của Âu Dương Nhạc Nhạc dọa sợ, vội bước nhanh trở về trước bàn làm việc của cô ấy, hỏi, Bộ trưởng, có chuyện gì sao? Bấy giờ, ông ta cẩn thận quan sát Âu Dương Nhạc Nhạc, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra rằng hai mắt cô ấy óng ánh nước, cả người khẽ run run, hình như có liên quan tới bức ảnh trong tệp tài liệu. Tạm thời bỏ hết công việc trong tay xuống, tức tốc đi điều tra, đại. Người này đã đáp xuống thành phố phía nam nào? Mau trả rõ cho tôi, đi nhanh đi. Hả, được được, tôi đi ngay. Hầu Văn bước ra ngoài, Âu Dương Nhạc Nhạc ngắm nhìn thanh niên tóc trắng mặc trang phục xa xưa, hai mắt ướt nhòa, miệng lẩm bẩm, đại ca. Suốt 738 năm, cuối cùng, anh cũng về rồi sao?
Âu Dương Nhạc Nhạc nhìn ảnh chụp của Dương Bách Xuyên, khóe mắt ửng đỏ, hồi trước, sau khi Dương Bách Xuyên kết hôn với mẹ mình là Âu Dương Ngọc Thanh, cô ấy lập tức xa cách Dương Bách Xuyên. Nguyên nhân là sau khi trưởng thành, cô ấy chợt nghe được vài lời đồn thổi bóng gió rằng cái chết của cha cô là do một tay Dương Bách Xuyên tạo thành. Cộng thêm chuyện mẹ gả cho Dương Bách Xuyên, nhưng bên cạnh Dương Bách Xuyên lại có rất nhiều phụ nữ, dẫn tới khúc mắc trong lòng cô ấy không thể nào được cởi bỏ, chỉ đành từ nay về sau mãi cách xa hắn. Đương nhiên, trong lòng cô ấy, Dương Bách Xuyên vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, vì hắn từng tìm cô ấy tâm sự, kể cho cô ấy nghe về những chuyến hành trình trên con đường tu chân. Mẹ Âu Dương Ngọc Thanh cũng bảo với cô ấy rằng Dương Bách Xuyên là tu chân giả, thế nên dù có nhiều hơn một người vợ thì bà ấy vẫn chấp nhận được, đồng thời cũng giải thích cho cô ấy nghe về cái chết của cha cô ấy. Nhưng tính cách của cô ấy năm đó có chút cứng đầu, không chịu mở lòng mà chỉ im lặng, chiến tranh lạnh với họ. Thậm chí, tới khi Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời khỏi trái đất, đến Sơn Hải Giới, chỉ vì sự tùy hứng của cô ấy mà mẹ Âu Dương Ngọc Thanh quyết định không đi cùng mà ở lại trái đất chăm sóc cho cô ấy, vì mẹ không yên tâm để cô lại một mình. Năm tháng dần qua, thời gian cứ thế trôi đi, khúc mắc trong lòng cô ấy cũng đã được tháo gỡ. Sự thật chứng minh cô ấy đã sai rồi. Năm đó, khi cô ấy tầm 3, 4 tuổi, cha ruột đã ly hôn với mẹ, nhưng dù vậy, ông ta vẫn thường xuyên mò tới tống tiền mẹ, thậm chí còn đe dọa sẽ bán con gái ruột của mình đi. Cha ruột của cô ấy là một con ma bài bạc, một kẻ không biết đâu là điểm dừng. Cũng vào năm ấy, chính Dương Bách Xuyên là người đã vươn tay giúp đỡ hai mẹ con cô ấy. Cuối cùng cha ruột đã chết dục trong tù, không liên quan gì tới Dương Bách Xuyên cả. Hơn nữa, nếu lúc trước không có Dương Bách Xuyên đứng ra cứu giúp thì có lẽ hai mẹ con cô ấy đã bị người cha nợ nần chồng chất kia ép chết rồi. Âu Dương Nhạc Nhạc vẫn còn nhớ rất rõ tuổi thơ của mình là nhờ Dương Bách Xuyên mới có, khi đó, cô ấy thường gọi hắn là đại ca. Suốt mấy trăm năm, cô ấy đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, cũng đã buông bỏ hận thù, nhưng lại không tìm được cơ hội để bù đắp. Suy nghĩ tự trách này chỉ xuất hiện sau khi cô ấy tiếp xúc với con đường tu chân, hay nói đúng hơn là càng hiểu biết về tu chân, khúc mắc trong lòng cô ấy càng dễ hóa giải. Dương Bách Xuyên rời đi 700 năm, cô ấy cũng dấn thân lên con đường tu luyện được 700 năm, tu vi đã đạt tới kim đan. Năm rộng tháng dài khiến Âu Dương Nhạc Nhạc nghĩ thông rất nhiều điều, không có chuyện gì là tu chân giả không giải quyết được. Với tu chân giả mà nói, nút thắt trong lòng cô ấy chẳng phải chuyện gì to tát. Cũng vì thế mà cô ấy biết trước kia mình nợ Dương Bách Xuyên một lời xin lỗi chân thành. Là do cô ấy không ngoan, thích cãi bướng, nên mới hại mẹ và Dương Bách Xuyên chia cách mấy trăm năm, vì vậy cô ấy cũng nợ mẹ một lời xin lỗi. Tiếc là tới khi cô ấy muốn bù đắp cho hai người thì đã muộn rồi. Chớp mắt một cái, đại ca đã rời đi được 700 năm. Những năm qua, không lúc nào Âu Dương Nhạc Nhạc không chờ mong có một ngày Dương Bách Xuyên quay về, lúc đó nhất định cô ấy sẽ tới trước mặt hắn, nói một câu xin lỗi. Và hôm nay, cuối cùng hắn cũng trở lại. Lòng Âu Dương Nhạc Nhạc lúc này không thể nào bình tĩnh nổi. Đại ca của cô ấy, người đã bầu bạn bên cạnh cô ấy từ lúc cô ấy 3, 4 tuổi, luôn chăm lo cho mẹ con cô ấy, nên là từ lâu cô ấy đã xem hắn như cha mình rồi, không phải sao? Tìm. Cô ấy phải tìm được hắn càng sớm càng tốt. Mấy trăm năm qua mẹ luôn sống trong âu sầu và phiền muộn, nếu không nhờ có em trai, Âu Dương Nhạc Nhạc cũng chẳng biết phải đối diện với mẹ như thế nào, vì năm đó, chính cô ấy là người đã chia rẽ mẹ và Dương Bách Xuyên. Âu Dương Nhạc Nhạc biết trông mẹ lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười thế thôi, nhưng thật ra trong lòng chẳng hề thấy vui chút nào, bà ấy vẫn luôn ở chốn cũ chờ Dương Bách Xuyên trở về. Giữa mẹ và cô ấy luôn tồn tại uẩn khúc không thể giải quyết. Và giờ chính là lúc kết thúc mọi chuyện. Với cả cô ấy cũng nợ em trai một lời xin lỗi. Em trai của cô ấy, Dương Tinh Phó được sinh ra sau khi Dương Bách Xuyên rời đi, cả mấy trăm năm chưa từng được nhìn thấy mặt cha dù chỉ một lần. Tất cả những chuyện này được Âu Dương Nhạc Nhạc giấu kín trong lòng, đè nén cô ấy đến sắp phát điên. May là bây giờ hắn đã quay về. Tầm một tiếng sau, Hầu Văn lại tới gõ cửa. Bộ trưởng. Camera giám sát của chúng ta phát hiện người kia đáp xuống trạm xe Vân, lúc đón xe đã bị hệ thống xác nhận trên xe Vân từ chối vì không có hộ khẩu, sau đó khi cảnh sát chạy tới tính bắt người, hắn ta lại đột ngột biến mất không còn tăm hơi, cũng chẳng tìm được bất cứ manh mối hay tung tích gì về hắn ta ở các thành phố phía Nam nữa.
Càng nói, giọng Hầu Văn càng nhỏ dần, nơm nớp lo sợ liếc nhìn Âu Dương Nhạc Nhạc. Ông ta nhận ra Âu Dương Nhạc Nhạc cực kỳ quan tâm đến người trong ảnh, thế mà bản thân lại chẳng tìm được thông tin nào có ích, đúng là làm ăn tắc trách, đồng thời chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị khiển trách. Biến mất ư, nghe Hầu Văn báo cáo như vậy, Âu Dương Nhạc Nhạc thoáng sững sờ. Đúng, đúng vậy, cứ thế biến mất chẳng để lại vết tích gì. Hầu Văn xấu hổ đáp, bộ an ninh vũ trụ được tung hô là đôi mắt của đế quốc Hoa Hạ, thế mà lại tìm không thấy một người, điều này khiến Hầu Văn cảm thấy vô cùng mất mặt. Âu Dương Nhạc Nhạc trầm tư vài giây, rồi bảo, tạm thời ngừng việc tìm kiếm, nhớ xếp toàn bộ thông tin về người đó vào bí mật cấp 5S, đồng thời xóa bỏ tất cả các đoạn video có liên quan, không được phép truyền ra ngoài. Rõ, tôi sẽ làm ngay. Hầu Văn không dám hỏi nhiều, sau khi nhận lệnh thì tức tốc rời khỏi phòng làm việc của Âu Dương Nhạc Nhạc. Hiện tại, Âu Dương Nhạc Nhạc đã bình tĩnh lại, cô ấy biết bản thân có chút bất cẩn khi lại sai Hầu Văn đi tìm, không ai hiểu rõ Dương Bách Xuyên như cô ấy, người cha nuôi này của cô ấy thật chẳng khác nào thần tiên cả, thế nên có thể biến mất giữa hư không cũng là bình thường. Tất nhiên, nếu hắn biến mất, vậy khả năng cao là sẽ quay về Vân Môn. Nghĩ đến đây, Âu Dương Nhạc Nhạc xoay người rời khỏi phòng làm việc, nhanh chân trở về Vân Môn. Không ngoài dự đoán, quả nhiên Dương Bách Xuyên đã về thẳng Vân Môn. Chỉ cần dịch chuyển một cái, hắn đã có mặt tại Cố Đô. Giống như thành phố phía Nam mà hắn thấy lúc trước, Cố Đô ngày nay cũng đã trở thành một quần thể kiến trúc thông minh. Hắn vốn định đi xem thử tập đoàn Vân Kỳ có còn ở chốn cũ hay không, nhưng lại thẫn thờ phát hiện không biết đi đâu tìm nữa. Hắn cười gượng, lẩm bẩm, liệu Vân Môn có còn ở nơi đó không nhỉ? Nghĩ đến đây, hắn lập tức dựa theo phương hướng trong trí nhớ để chạy tới nhà cũ Vân Môn. Chẳng mấy chốc, Dương Bách Xuyên đã xuất hiện bên trên nhà cũ. Ngọn núi hùng vĩ kia vẫn còn tồn tại như trong ký ức xa xưa, chẳng qua trong bán kính 50 dặm xung quanh đã có thêm trận pháp che phủ. Thần thức quét một vòng, lòng hắn vui trở lại. Vân Môn vẫn còn đó. Bên trong trận pháp là những đại thụ che trời, Vân Môn được giữ nguyên như trước, có điều con sông nhỏ nằm đối diện đã không còn, Vân Môn bây giờ đã bị cây cối bao quanh. Đứng từ đây nhìn trông cực kỳ giống khu vực cấm. Thoạt nhìn, trận pháp là sản phẩm của một tu sĩ hợp thể cảnh, với đại trận cấp độ này, Dương Bách Xuyên chẳng cần cưỡng chế phá trận làm gì, cứ thế ung dung tiến thẳng vào trong trận pháp, đáp xuống cổng lớn nhà họ Dương. Nơi này vẫn y như hồi hắn rời đi cách đây mấy trăm năm, chẳng hề thay đổi. Dương Bách Xuyên lặng lẽ xuất hiện trước cổng chính, thong thả đẩy cửa tiến vào. Người nào cả gan dám xông vào Vân Môn? Tiếng quát hùng hồn vang lên. Sau đó, từng luồng hơi thở tức khắc dâng lên. Phụt phụt. Chẳng mấy chốc, hơn 30 con người lần lượt xông tới từ khắp bốn phương tám hướng. Cổng chính bỗng lóe lên ánh sáng chói mắt, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ oai phong lẫm liệt xuất hiện. Khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên đứng trước cổng, ông ấy sững sờ mất vài giây. Cùng lúc này, vô số tu sĩ tỏa ra hơi thở kim đan hoặc nguyên anh lao nhanh như bay về phía Dương Bách Xuyên. Dừng tay. Người đàn ông trung niên kia vội can ngăn, giọng có hơi run. Trên mặt Dương Bách Xuyên lộ rõ vẻ kích động, xen lẫn ý cười vui sướng. Hắn quỳ rạp xuống ngay trước mặt người đàn ông kia, gọi cha. Mấy trăm năm không về, không ngờ cha vẫn còn ở nhà cũ chờ hắn. Mau đứng lên đi, về là tốt rồi. Người này chính là cha của Dương Bách Xuyên, Dương Quốc Trung. Con trai. Dương Quốc Trung nâng con trai dậy, lúc này từ trong cánh cửa lại vọng ra giọng nói run run, xen lẫn tiếng nức nở của ai đó. Mẹ ơi! Dương Bách Xuyên vội bước lên trước, hành lễ. Hắn không hề thấy lạ với sự xuất hiện của mẹ, mẹ và cha đã trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ mới có thể đoàn tụ bên nhau, tất nhiên sẽ không lại chia xa. Tốt quá rồi, mẹ và cha con còn đang định mấy năm nữa sẽ đi tìm con, không ngờ con đã về rồi. Đoan Mộc Uyển Nhi đỡ Dương Bách Xuyên lên, hai mắt đỏ ửng. Năm đó, sau khi hai vợ chồng tiến vào trái đất đã nghĩ sẽ an cư lập nghiệp ở đây một khoảng thời gian rồi lại về Sơn Hải giới, nhưng vì một số nguyên nhân nên mới nán lại tới tận bây giờ. Một nhà ba người vừa tâm sự đôi ba câu thì từ xa chợt vọng tới tiếng bước chân dồn dập. Dương Bách Xuyên như cảm ứng được điều gì, ánh mắt tức khắc vòng qua Đoan Mộc Uyển Nhi, nhìn vào trong sân. Người đẹp mà hắn nhớ thương suốt 700 năm cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Ngọc Thanh.
Xuyên tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thanh hô tên đối phương. Đoan Mộc Uyển Nhi vẫy tay với chồng mình là Dương Quốc Trung, ra hiệu cho đệ tử trước cổng giải tán, hai người cũng âm thầm rời đi, để lại không gian cho Âu Dương Ngọc Thanh và con trai Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên bước từng bước lại gần, trên mặt là nụ cười mỉm, hai mắt không rời khỏi Âu Dương Ngọc Thanh dù chỉ nửa giây, hiện tại, trong thế giới của hắn chỉ có một mình người ấy mà thôi. Trải qua mấy trăm năm, người ấy vẫn giống hệt như xưa, nhưng lại có thêm chút khí thế quý phái, mặn mà. Hắn biết đây chính là lợi ích của việc tu chân, tuy tu vi của U Dương Ngọc Thanh mới tới xuất khiếu, nhưng ở trái đất này, có thể tu luyện tới xuất khiếu cảnh cũng đã tốt lắm rồi. Chính nhờ tu luyện nên người ấy mới trẻ mãi không già như trước. Tình cảm nhớ nhung mấy trăm năm chợt vỡ òa vào giây phút này, Âu Dương Ngọc Thanh khóc rồi. Cô ấy nhào vào trong lòng Dương Bách Xuyên. Xin lỗi, xin lỗi. Cô ấy tràn đầy áy náy. Năm đó bởi vì con gái Nhạc Nhạc, cô ấy lựa chọn ở lại địa cầu, từ chối đến Sơn Hải giới với Dương Bách Xuyên, điều này là không công bằng với người yêu và vợ chồng. Đương nhiên đây là suy nghĩ của bản thân Âu Dương Ngọc Thanh. Là vợ, cô ấy biết bản thân chắc chắn là không làm tròn bổn phận như các chị em khác, nhưng mà là mẹ thì cũng cần có trách nhiệm với con cái. Cho nên cô ấy đã xin lỗi Dương Bách Xuyên. Đồ ngốc, người nên nói xin lỗi là anh. Dương Bách Xuyên lau nước mắt của Âu Dương Ngọc Thanh. An ủi cô ấy, tất nhiên hắn cũng hiểu suy nghĩ trong lòng cô ấy. Em, Âu Dương Ngọc Thanh tràn đầy áy náy. Được rồi, không nói chuyện này nữa, mấy trăm năm nay là anh nợ ba mẹ con em, nếu em còn tự trách thì anh không còn mặt mũi nào nữa rồi. Dương Bách Xuyên mỉm cười, ngắt lời Âu Dương Ngọc Thanh. Hắn biết rõ ý nghĩ ở lại của Âu Dương Ngọc Thanh năm đó, đây là quyết định chính xác. Hơn nữa sau khi bọn họ rời đi, Âu Dương Ngọc Thanh còn sinh thêm một đứa con trai cho hắn, có thể tưởng tượng mấy trăm năm nay một mình cô ấy dạy dỗ các con vất vả cỡ nào. Thật sự phải nói xin lỗi, thì cũng là Dương Bách Xuyên nợ Âu Dương Ngọc Thanh. Cho dù hai người không gặp mấy trăm năm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tình yêu sâu đậm trong mắt của đối phương. Em, ư, Âu Dương Ngọc Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Dương Mỗ hôn. Bóng dáng chợt lóe, hai người đã biến mất tại chỗ. Vào giây phút này, toàn bộ tình cảm nhớ nhung mấy trăm năm đều hóa thành một nụ hôn. Hôm sau, mặt trời lên cao, Dương Mỗ trần truồng thức giấc. Trên giường đã không thấy Âu Dương Ngọc Thanh đâu, dày vò cả đêm, lời muốn nói và sự áy náy mấy trăm năm đều tiêu tan. Sau khi thức dậy tắm rửa, Dương Mỗ đến tiền sảnh. Phòng bếp có mùi thơm bay tới, hắn nghe thấy tiếng bụng sục sôi, cho dù với tu vi hiện giờ. Hắn đã không cần ăn uống gì nhưng vẫn cảm thấy đói. Tính ra rất lâu rồi hắn cũng chưa được ăn một bữa cơm, nhất là cơm canh của quê nhà. Nhìn phòng ăn quen thuộc, Dương Bách Xuyên nhớ lại bóng dáng bận rộn ở phòng bếp của bà nội năm đó, mỗi lần hắn về nhà đều sẽ có một bàn đầy thức ăn đợi hắn. Con trai dậy rồi à? Đợi lát ăn cơm, bọn mẹ sắp xong rồi. Đoan Mộc Uyển Nhi bước ra từ phòng bếp, trong tay bê một đĩa thức ăn, mặt tràn đầy hạnh phúc cười nói. Giờ phút này, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng ấm áp. Hồi nhỏ có bao nhiêu ngày đêm, hắn và em gái Dương San San đều mơ sau khi tan học sẽ có mẹ và bà nội bận rộn ở phòng bếp, làm một bàn thức ăn đợi anh em bọn họ tan học trở về. Chỉ là, bây giờ mẹ đã trở về, nhưng người lại thay đổi. Bà nội không còn nữa, người trong phòng bếp đổi thành Đoan Mộc Uyển Nhi và Âu Dương Ngọc Thanh. Dù rằng bây giờ Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Được. Hắn đáp lại, nhìn về phía phòng bếp, đúng lúc Âu Dương Ngọc Thanh đi ra ngoài, hai người nhìn nhau, mặt cô ấy đỏ bừng, lườm Dương Bách Xuyên. Có thể nhìn ra lúc này tâm trạng cô ấy rất tốt. Một đêm thương tư, hai người đã nói rất nhiều, tất cả tâm tư có tốt có xấu đều biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại hạnh phúc tràn đầy. Cho dù trôi qua mấy trăm năm, nhưng dung nhan của Âu Dương Ngọc Thanh vẫn không thay đổi. Tu chân khiến cô ấy giữ nguyên ở cái tuổi hấp dẫn năm đó, cũng ngày càng có sức hút của phụ nữ hơn. Mấy trăm năm tu luyện, tu vi của Âu Dương Ngọc Thanh mới khó khăn bước vào phân thần cảnh sơ kỳ. Hôm qua lúc gặp cha mẹ đều là tu vi hợp thể cảnh đỉnh phong, không cần hỏi cũng biết đại trận bên ngoài vân môn chính là hai người liên thủ bố trí. Ở tu chân giới, tu vi này đúng là rất chậm. Nhưng mà ở địa cầu, đột phá kim đan còn khó khăn. Chứ đừng nói đến Nguyên Anh, xuất khiếu hay phân thần cảnh.
Âu Dương Ngọc Thanh có thể bước vào phân thần cảnh đã là tu luyện vô cùng tốt rồi, chắc bên trong còn có công lao của La Phù Động Thiên. Năm đó, hắn để La Phù Động Thiên ở lại Vân Môn quê nhà, chính là muốn giữ lại phần nền móng này. Chỉ có ở trong môi trường tràn đầy linh khí trời đất như La Phù Động Thiên, bọn họ mới có thể thăng cấp tu vi, nếu không sẽ vô cùng khó. Còn vấn đề tiểu thiên kiếp của cảnh giới kim đan, lúc trước ở địa cầu mà độ tiểu thiên kiếp đều khó khăn chồng chất, bây giờ Dương Bách Xuyên tin chắc là cha mẹ đã nghĩ được cách. Hôm qua xung quanh xuất hiện khoảng 30 khí tức, có khí tức kim đan và vài khí tức nguyên anh, xem ra đây đều là công lao của cha mẹ. Năm đó hắn ra lệnh cho tất cả tu sĩ đạt đến hư cảnh hoặc kim đan đều tiến vào Sơn Hải giới để đề phòng bọn họ làm loạn địa cầu, bây giờ lại có thêm rất nhiều. Vậy chắc chắn đều là đệ tử của Vân Môn quê nhà năm đó. Mấy phút sau, thức ăn đã nấu xong, Đoan Mộc Uyển Nhi và Âu Dương Ngọc Thanh bước ra khỏi phòng bếp. Dương Bách Xuyên hỏi, cha con đâu? Đi tìm Tinh Nhi rồi, chúng ta ăn cơm trước, không đợi bọn họ, có rất nhiều thức ăn. Đoan Mộc Uyển Nhi tùy tiện nói. Tinh Nhi, Dương Bách Xuyên sửng sốt. Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Dương Bách Xuyên, Đoan Mộc Uyển Nhi vội vàng nói, chính là con trai con Dương Tinh Phó, cháu trai cưng của mẹ. Lúc này Dương Mỗ mới phản ứng lại, thì ra đang nói con trai út Âu Dương Ngọc Thanh sinh cho hắn. Nói ra bọn họ chưa từng gặp mặt, năm đó lúc nhị đồ đệ Vương Tông Nhân đến Sơn Hải giới có mang video tới cho hắn xem. Những điều này đều là hắn nợ mẹ con bọn họ. Âu Dương Ngọc Thanh lườm hắn, mấy trăm năm anh vắng mặt, mày có cha mẹ chăm sóc, nên Tinh Nhi rất tốt. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên rất xấu hổ. Bọn anh về rồi, ha ha, đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng cười của Dương Quốc Trung. Dương Bách Xuyên vừa quay đầu đã thấy ba bóng người xuất hiện ở cửa. Mặt Dương Quốc Trung đo đỏ, trông tâm trạng vô cùng tốt, đi ở giữa, bên phải ông là một bé gái. Bên trái là một bé trai, đều trông khoảng 20 tuổi. Dương Bách Xuyên kìm lòng không đậu mà đứng dậy, nội tâm run rẩy. Bé gái là Tiểu Nhạc Nhạc năm đó, đã lâu rồi con bé vẫn là dáng vẻ như lúc hắn rời đi, chỉ là không gặp mấy trăm năm, con bé đã chín chắn hơn rất nhiều, trong ánh mắt nhìn hắn lấp lóe nước mắt, không có cảm giác ngăn cách với hắn. Bé trai bên cạnh cha hắn bình tĩnh, tao nhã, đầu đinh, rất có tinh thần, ánh mắt sáng ngời. Có 3 phần lạnh lùng, 7 phần giống hắn. Thấy đứa trẻ này, Dương Bách Xuyên đã biết đây là con trai nhỏ Âu Dương Ngọc Thanh sinh cho hắn, Dương Tinh Phó. Chớp mắt, ba người đi vào đại sảnh. Âu Dương Ngọc Thanh đứng dậy, đi về phía hai đứa trẻ, hỏi Âu Dương Nhạc, Nhạc Nhạc về từ khi nào? Sao không gọi điện cho mẹ đến đón con? Lạc Lạc và Tinh Nhi ở cùng nhau, đều ở đế đô về, buổi sáng cha đi đón bọn họ. Dương Quốc Trung cười nói. Lúc này, Âu Dương Nhạc và Dương Tinh Phó đều đang nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Trên đường đến đây, Dương Tinh Phó đã nghe ông nội Dương Quốc Trung nói chuyện cha trở về, mà thực ra thì chiều hôm qua chị gái tới tìm, cậu đã biết rồi. Chỉ vì hôm qua công việc bận rộn không thể về, nên sáng nay cậu mới về nhà với chị gái. Thực ra trong lòng Dương Tinh Phó không trách người cha chưa từng gặp mặt này, ngược lại cậu xuất thân từ Vân Môn, xuất thân từ gia tộc Tu Chân. Từ nhỏ đã nghe quen tai các loại sự tích về cha cậu. Hơn nữa còn có mẹ và ông bà ở bên cạnh, cậu không những không hề oán trách, mà còn rất sùng bái người cha Dương Bách Xuyên của mình. Bởi vì trên địa cầu, Dương Bách Xuyên chính là một truyền thuyết. Lúc này cuối cùng cậu cũng gặp được hắn, hắn giống y như trong tranh, tóc trắng bay bổng, rất ngầu. Dương Bách Xuyên nhìn con trai Dương Tinh Phó, tình cảm máu mủ xuất hiện trong vô hình khiến hắn biết đây chính là con trai hắn. Hai cha con nhìn nhau, Dương Bách Xuyên đường đường là tu sĩ cảnh giới phi thăng, nhưng lại không biết mở lời với con trai của mình thế nào. Dương Tinh Phó tò mò đánh giá Dương Bách Xuyên. Tinh Nhi, gọi cha đi con. Âu Dương Ngọc Thanh rơi nước mắt, cười nói với con trai, cô ấy biết con trai thiếu thốn tình yêu của cha. So với Đoàn Đoàn, Viên Viên thì Dương Tinh Phó lại là người có tính cách giống Dương Bách Xuyên nhất, cậu rất chín chắn, cũng hiểu đạo lý. Điều này có liên quan tới sự dạy dỗ từ nhỏ của ông nội Dương Quốc Trung. Cuối cùng cậu hít sâu, nói, "Siết, cha." Hơi lắp bắp, nhưng vẫn nói ra rồi. Tiếng cha này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên giống như có dòng điện chạy qua, cổ họng hơi khô, run giọng nói, "Ừ." "Ngoan." Không nhiều lời, nhưng hắn lại tiến tới đặt tay lên vai con trai, viền mắt hơi đỏ, trong lòng tràn đầy vui mừng. "Cha."
Lúc này lại có một tiếng gọi run run vang lên. Nước mắt của Dương Bách Xuyên không thể kìm được nữa. Hắn nhìn Âu Dương Nhạc gọi tiếng cha này. Hắn đợi tiếng cha này của Âu Dương Nhạc đã 700 năm. Tốt, tốt tốt tốt, Nhạc Nhạc trưởng thành rồi. Dương Bách Xuyên cười chảy nước mắt, ôm hai đứa con vào trong lòng, hắn biết khoảng cách trong lòng Âu Dương Nhạc với hắn cuối cùng đã tan đi. Cha, xin lỗi, con xin lỗi, là Nhạc Nhạc không hiểu chuyện. Âu Dương Nhạc không thể nhịn được bật khóc, con bé đợi ngày xin lỗi này 700 năm rồi, cuối cùng hôm nay cũng đã có cơ hội nói ra. Trên bàn ăn, gia đình Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, khúc mắc mấy trăm năm của Âu Dương Nhạc đã tiêu tán, người hạnh phúc nhất chính là Dương Mỗ, thực ra hắn đã coi Âu Dương Nhạc như con gái mình từ lâu, trước kia đã thế, bây giờ vẫn luôn như vậy. Trên bàn ăn, Dương Bách Xuyên cũng nói về tình hình hiện tại của địa cầu, đồng thời cũng hỏi cha mẹ về việc sao chưa trở lại Sơn Hải giới. Theo lời cha mẹ, quả thực là có nguyên nhân mới khiến họ chưa trở về, năm ấy trở về đây là muốn xem xét một chút, muốn thăm mộ của bà nội. Cũng lại phát hiện mình có một đứa cháu trai, vì vậy họ liền muốn giúp Dương Bách Xuyên nuôi dưỡng và dạy dỗ cháu trai Dương Tinh Phó. Sau này, lúc họ muốn trở lại Sơn Hải giới thì phát hiện đã trôi qua 200 năm, một chút thời gian ấy không là gì so với tu chân giới. Nhưng sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật trên địa cầu đã tiếp cận với không gian bên ngoài, sau đó còn có những sinh vật ngoài hành tinh đáp xuống địa cầu, điều này cũng gây ra một số hỗn loạn, nếu Dương Quốc Trung không ra tay sẽ thực sự có rắc rối lớn. Sau đó bọn họ dứt khoát ở lại trông coi địa cầu, dù sao ở đâu cũng có thể tu luyện, hơn nữa Vân Môn còn có một vùng đất phúc địa tu luyện như La Phù Động Thiên, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Đối với vợ chồng Dương Quốc Trung, bọn họ thích ở lại địa cầu hơn, bởi vì nơi này là nhà, bọn họ có thể có duyên mà bước vào tu chân giới, còn có thể sống mấy trăm năm, tất cả đều là may mắn lớn, mà một người xuất thân từ quân nhân như Dương Quốc Trung đứng trước nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, chắc chắn sẽ không bao giờ đùn đẩy cho người khác. Lúc sau còn có cả những sinh vật ngoài hành tinh xâm nhập vào địa cầu, vậy bọn họ càng phải ở lại địa cầu, với tu vi của vợ chồng bọn họ, đủ sức để tỏa trấn và bảo vệ địa cầu. Một điểm nữa là lối đi dẫn đến Sơn Hải giới ở quan khẩu Hoàng Hà đã biến mất hoàn toàn không rõ nguyên nhân, cho nên cho dù Dương Quốc Trung muốn rời đi cũng không thể đi đến Sơn Hải giới, thế nên bọn họ đã ở lại trên địa cầu. Cho đến khi Dương Bách Xuyên xuất hiện. Ngoài ra, con trai Dương Tinh Phó đã tiếp quản tập đoàn Vân Kỳ và tự mình quản lý, Âu Dương Nhạc được Ngô Nam mời trở thành Bộ trưởng Bộ An ninh Vũ trụ của Trung Quốc, thật ra chính là người chuyên đối phó với các sinh vật ngoài hành tinh. Về phần cha hắn cũng bị Ngô Nam kéo đến Thần Long Đàm, dù sao Thần Long Đàm cũng là một bộ phận hộ vệ trực thuộc quốc gia. Dương Bách Xuyên sau khi nghe xong cũng chỉ cười khổ, năm đó Ngô Nam không theo hắn đi tới Sơn Hải giới mà vẫn luôn ở lại Thần Long Đàm để bảo vệ Tổ quốc, có thể coi là tận trung với cương vị. Mặc dù tất cả họ đều có chức vụ, nhưng họ đều là những người xuất hiện trước công chúng lại hành động ở trong tối, không bao giờ tham gia chính trị, chỉ ra tay giúp đỡ khi cần thiết. Về phần Vân Môn hiện tại, hoàn toàn là do cha mẹ hắn ban tặng, bọn họ dạy dỗ một ít đệ tử, còn xuất hiện đệ tử Kim Đan và Nguyên Anh Cảnh, cũng coi như không tệ. Mà bây giờ tập đoàn Vân Kỳ đã là gã khổng lồ hàng đầu thế giới. Dương Bách Xuyên không có hứng thú với những chuyện bình thường, cũng không hỏi quá nhiều. Ngược lại thì đứa con trai Dương Tinh Phó lại có tư chất không tệ, tăng thêm sự dạy bảo của cha mẹ hắn, hiện tại cậu cũng là người ở tu vi xuất khiếu cảnh. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, chút tu vi ấy vẫn còn hơi yếu, nhưng có thể tu luyện đến trình độ này trên địa cầu đã là rất tốt, cứ việc có La Phù Động Thiên tồn tại, nhưng cũng có rất nhiều chuyện không tiện, tâm tư còn phải đặt vào những chuyện xung quanh, tu vi cũng không thể nhanh được. Xuyên suốt mấy trăm năm, đương nhiên cũng có rất nhiều người rời đi. Ví dụ như thôn dân ở bên kia, không ai trong số họ tu luyện, thọ nguyên cạn tự khắc phải rời đi. Trong quá trình phát triển hàng trăm năm cũng ảnh hưởng rất lớn đến Vân Môn, bán kính mấy chục dặm quanh đây được liệt kê là khu vực cấm, có thể coi là được bảo hộ một phần, cũng rất yên tĩnh. Sau bữa ăn, Dương Bách Xuyên cũng kể lại quá trình tu luyện của mình, nói đến đoạn trở về, Dương Bách Xuyên mới nhớ ra Trịnh Bân Bân và chị Mai vẫn còn ở trong không gian bình càn khôn. Trong lòng toát mồ hôi, hắn vội vàng đưa chị Mai, Trịnh Bân Bân, Tiểu Phượng Hoàng và Châu Thần Ngũ Sắc ra ngoài. Mặc dù đã nghe rất nhiều sự tích truyền kỳ về thủ đoạn của Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Tinh Phó và Âu Dương Nhạc vẫn không kìm được sự hưng phấn vào lúc này.
Bọn họ cũng cực kỳ mong đợi được đến tu chân giới. Dương Bách Xuyên hứa với bọn họ lần này sẽ dẫn mọi người đi cùng. Về phần vấn đề của thông đạo Sơn Hải giới, Dương Bách Xuyên cũng không lo lắng, hắn biết còn một chỗ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Dương Bách Xuyên đã sẵn sàng ở lại địa cầu một thời gian, sau đó hắn sẽ trở lại Sơn Hải giới, tiếp theo sẽ đi đến tu chân giới. Âu Dương Nhạc đã xử lý sổ hộ khẩu hiện đại cho mấy người họ, cuối cùng bọn họ cũng có thể tùy ý đi lại. Chị Mai xem như là người địa cầu, ngày hôm sau cô ấy rời khỏi Vân Môn để trở về quê hương nhìn xem. Trịnh Bân Bân đi theo chị Mai cùng đi, nói muốn nhìn thật kỹ, Dương Bách Xuyên bảo Âu Dương Nhạc đi cùng bọn họ. Tiểu Phượng Hoàng và Chồn Nhỏ không có hứng thú với những thứ này, bọn họ ở lại Vân Môn và tiến vào núi, mấy trăm năm không trở về, ngọn núi phía sau Vân Môn đều là bãi chiến trường của Chồn Nhỏ năm đó, bây giờ phải nhìn lại một chút. Châu Thần Ngũ Sắc là cái tên lười biếng, nó cũng chỉ nằm trong ổ không nhúc nhích, chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Dương Bách Xuyên đã giao con tiên sủng này cho con trai mình Dương Tinh Phó, bởi vì hắn có thể thấy rằng con trai rất hứng thú với Châu Thần Ngũ Sắc. Về phần Dương Bách Xuyên, hắn đi tảo mộ bà nội. Âu Dương Ngọc Thanh dẫn hai người bọn họ đến mộ của bà nội ở sau núi Vân Môn. Sau khi đến La Phù Động Thiên, Dương Bách Xuyên kiểm tra đệ tử hiện tại của Vân Môn, giảng giải về kinh nghiệm tu luyện cho hơn trăm tên đệ tử, có thể coi như là hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là người sáng lập môn phái. Vân Môn của địa cầu không khuếch trương nhiều, chỉ để lại hơn trăm đệ tử, nhưng mỗi người đều bước vào kim đan cảnh, còn có cả nguyên anh cảnh. Dương Bách Xuyên biết, trong số những đệ tử này, sau này khi hắn rời đi, hắn sẽ mang theo hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn sẽ để lại một số người, đây là nơi khai sinh ra Vân Môn, hương hỏa truyền thừa không thể đứt. Sau khi bài giảng kết thúc, Dương Bách Xuyên đã đưa ra một quy định rằng bất kể đệ tử Vân Môn nào đều không được can thiệp vào sự phát triển của quốc gia, không được tham gia chính trị nhưng không bao gồm sự hỗ trợ bên trong. Tốt nhất là để sự phát triển của địa cầu đi theo hướng tự nhiên của nó. Nếu có tu sĩ can thiệp thì nhất định sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Ngày thứ ba, Ngô Nam đến thăm hỏi, Dương Bách Xuyên vẫn rất vui khi gặp lại người bạn già này, nhưng Ngô Nam ngoại trừ đến thăm hỏi còn là đến nhờ Dương Bách Xuyên giúp đỡ. Còn có chuyện gì có thể làm khó được ông thế, Ngô Nam? Dương Bách Xuyên mỉm cười hỏi, Ngô Nam là một dị năng giả, là người khống chế lôi điện, không phải là tu chân giả, nhưng đã mấy trăm năm không gặp, hiện tại thực lực của Ngô Nam, Dương Bách Xuyên cũng có thể cảm giác được nó đã gần đạt tới phân thần cảnh, đã là đỉnh cao trên địa cầu rồi. Không ngờ ông ấy sẽ còn cần sự giúp đỡ của hắn, nhưng cũng có chút tò mò, rốt cuộc là ông ấy cần hắn giúp cái gì. Đương nhiên, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn tất nhiên sẽ không đứng nhìn. Ngô Nam cười khổ, Dương Bách Xuyên bây giờ càng ngày càng sâu không lường được, năm ấy Dương Bách Xuyên mời ông ấy đi Sơn Hải giới nhưng ông ấy không đi. Thay vào đó, ông ấy chọn ở lại, hiện tại nghe nói Dương Bách Xuyên đã trở lại, ông ấy lập tức tới thăm hỏi. Có hai chuyện, thứ nhất, đã mấy trăm năm rồi, tôi cũng muốn ra ngoài đi ngắm nhìn một chút, tôi cảm giác dị năng của tôi đã tới đỉnh phong, muốn đột phá thì phải ra ngoài một chuyến, tôi biết ngài vẫn sẽ còn rời đi nên lần này ngài có thể dẫn tôi đi cùng không? Ánh mắt Ngô Nam tràn đầy hy vọng. Ha ha, việc nhỏ, ông hắn cũng biết sự tồn tại của Sơn Hải giới, lần này nếu ông muốn đi. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi. Dương Bách Xuyên sẽ không từ chối Ngô Nam. Năm đó Ngô Nam là thuộc hạ của Hạ Lộ. Sau khi Hạ Lộ rời khỏi địa cầu, Ngô Nam hận Dương Bách Xuyên một thời gian, nhưng ông ấy cũng giúp hắn không ít. Nói gì thì nói vẫn là bạn bè, mà Hạ Lộ vẫn còn tồn tại. Khi Triệu Nam và những người khác đến tu chân giới, Hạ Lộ cũng không ở cùng một chỗ, hắn cũng không biết liệu có còn ở Sơn Hải giới hay không. Nói chuyện thứ hai đi. Dương Bách Xuyên nhìn Ngô Nam. Vẻ mặt Ngô Nam trở nên nghiêm túc nói, lúc trước ngài truyền thụ công pháp tu chân cho mấy đại tông môn ở võ giới, sau đó các ngài rời đi, nhưng người rời đi đều là cao thủ, chỉ còn có một số võ giả chưa đến hư cảnh hoặc là kim đan cảnh ở lại, bọn họ cũng bắt đầu tu luyện. Bây giờ trăm năm đã trôi qua, một số người trong số họ, lúc có thực lực, đã phát hiện ra một số di tích cổ xưa trên địa cầu, có người thì một bước lên trời, có người lại rơi vào tà đạo, cộng thêm trong 100 năm qua. Sinh vật ngoài hành tinh đã giáng xuống địa cầu khiến tham vọng của một số người bành trướng. Mấy năm qua, tôi đã nhờ lão gia nhà ngài ra tay mấy lần, tôi đã tìm kiếm một số manh mối rồi viết ra, đây cũng không tính là vấn đề lớn, từ đó đến nay đã ổn định hơn rất nhiều,
nhưng gần đây dường như đã có người xuất hiện trở lại, mà lần này người xuất hiện rất mạnh, tôi đã phải chịu tổn thất. Một số tu sĩ của chúng ta ở Trung Quốc thật ra đã trực tiếp đầu hàng trước sự tồn tại của phương Tây, tôi đã điều tra qua hẳn phải là một sinh vật ngoài hành tinh, rất mạnh mẽ, nhưng cụ thể thì không rõ ràng lắm, có người muốn đến Trung Quốc để tìm thứ gì đó, tôi đã kiên quyết phản đối điều này. Tôi tới tìm ngài là muốn ngài ra mặt, khuyên bảo những người kia ở võ giới, để họ ổn định một chút, nói đến võ giả năm đó, đã không thể gọi là võ giả, mà là tất cả được ngài ban tặng công pháp tu chân. Gọi là tu chân giả càng phù hợp hơn. Cũng coi như là đồ tử đồ tôn của ngài đi, tôi lo lắng bọn họ sẽ hợp lực kiếm chuyện, lần này khác với quá khứ, mấy trăm năm đã trôi qua, cường giả tu chân trong bọn họ nếu hợp lại sẽ là một thế lực không nhỏ, vậy nên ý tôi là, xin ngài ra mặt. Sau khi Ngô Nam nói xong, Dương Bách Xuyên cau mày nói, ý của ông là, Trung Quốc chúng ta có đồ vật gì đó khiến những sinh vật ngoài hành tinh ở phương Tây nhắm đến. Mà một số tu sĩ bên phía chúng ta đã đầu hàng. Vật bị nhắm tới là gì? Nhà nào thần phục đám dị tộc ngoài hành tinh kia? Ông có biết đám sinh vật ngoài hành tinh đó đến từ đâu không? Dương Bách Xuyên liên tiếp hỏi vài câu. Nếu thật sự là võ giả bên phía Trung Quốc dám thông đồng với người ngoài hành tinh phương Tây, hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngô Nam nói đúng, nói như vậy, trong này quả thật có trách nhiệm của hắn. Năm đó chính xác do hắn đã truyền lại công pháp tu chân cho người trong võ giới Trung Quốc, mục đích là để bọn họ trợ giúp đất nước lớn mạnh hơn trong tương lai, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến sự việc sẽ ngược lại hoàn toàn. Giờ phút này, hắn có chút ý nghĩ muốn giết người. Ngô Nam cười khổ, tôi không biết chi tiết cụ thể, nhưng những gì tôi nhận được là thủ lĩnh của võ giả hoặc là nói tu chân giả hầu hết đã đầu hàng. Chừng nào còn có sinh vật ngoài hành tinh ở phương Tây tồn tại. Tôi còn chưa điều tra rõ ràng được tình huống, nhưng tháng trước, tôi đã phát hiện ra sự xâm nhập của dị năng giả của phương Tây ở Đông Hải nước ta. Tôi đã đưa người đến giao đấu, nhưng lại thất bại, nghĩ rằng mục đích của họ là ở đâu đó trong Đông Hải, hẳn là đang tìm kiếm một cái gì đó. Mà ở trong đám dị năng giả đó vậy mà lại có một người điều khiển lôi điện như tôi, hắn ta còn mạnh hơn tôi dựa vào vũ khí công nghệ khiến hắn ta bị thương, nhưng máu chảy ra có màu xanh sẫm. Vì vậy tôi nghĩ đó có thể là một sinh vật ngoài hành tinh ẩn nấp ở phương Tây. Song phương đều bị thương, khi chúng tôi rời đi, kẻ kia đã đe dọa tôi rằng nếu chủ nhân của họ đến, hắn ta sẽ huyết tẩy chúng tôi. Cách đây không lâu, mấy kẻ cầm đầu lực lượng tu chân giả, đều đã đến phương Tây, cho nên tôi nhận được tin rằng bọn họ dường như đã đầu hàng những sinh vật ngoài hành tinh ở phương Tây. Có thể làm cho tu sĩ bên phía chúng ta đầu hàng cũng không dễ dàng. Đây là nguyên nhân tại sao tôi đến tìm ngài, bất kể như thế nào, xin hãy ra tay, ít nhất các tu sĩ bên phía Trung Quốc chúng ta không thể loạn. Ông chẳng lẽ không có thực lực để đối phó với các tu sĩ phái bên này sao? Dương Bách Xuyên hỏi Ngô Nam nắm trong tay thần Long Đàm, sở hữu dị năng giả, thậm chí còn có tu sĩ, lúc đó hắn còn đưa cho Ngô Nam một bản phương pháp tu luyện, trọng điểm là người sáng lập chân chính phía sau thần Long Đàm. Đó chính là lão quỷ Lữ Xuân Thu kia, Dương Bách Xuyên vẫn tin rằng Lữ Xuân Thu không phải là một tu sĩ đơn giản. Ngô Nam cười khổ nói, cho dù ở Thần Long Đàm có nhiều người, bọn họ cũng không thể tránh khỏi toàn bộ tu sĩ của các thế lực lớn ở Trung Quốc, trong mấy trăm năm phát triển, chỉ có Vân Môn các ngài không phát triển nhiều chiêu mộ đệ tử. Sau khi thế hệ cũ của các tông mong khác rời đi, bọn họ chuyển hình thành tu chân, thế nhưng lại trắng trợn phát triển, thế lực cộng lại, tôi cũng vô cùng kiêng kỵ. Mấu chốt là có một số tu chân giả có tu vi rất manh. Dương Bách Xuyên hiểu, nói một cách dễ hiểu, thế lực tu chân giả cộng lại có rất nhiều người, mà một số còn có kỳ ngộ, tu vi cũng không kém. Lập tức, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Ngô Nam, đột nhiên nói, lão quỷ Lữ Xuân Thu kia có từng xuất hiện chưa? Năm đó Lữ Xuân Thu tiến vào Lăng Thủy Hoàng, bí mật lớn nhất trong Lăng Thủy Hoàng là thần mộ viên, Lữ Xuân Thu tiến vào thần mộ viên. Không biết sau này ông ấy có ra ngoài hay không. Đó là lý do tại sao Dương Bách Xuyên hỏi câu này, nếu Lữ Xuân Thu tỏa trấn Trung Quốc, Dương Bách Xuyên tin rằng sẽ không có kẻ nào có thể gây nên sóng gió gì. Ngô Nam ngây ra một lúc rồi nói, Lữ Tổ đã biến mất mấy trăm năm, ngài có biết tung tích của ông ấy không? Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không nói Lữ Xuân Thu đã đi đâu, bí mật của thần mộ viên bên trong Lăng Thủy Hoàng, Dương Bách Xuyên luôn cảm thấy đó là một bí mật kinh thiên động địa. Cũng không dám tiết lộ bất cứ điều gì. Lắc đầu xong, Dương Bách Xuyên lên tiếng, không, tôi không biết, được rồi,
việc này tôi đã biết, ông để mắt đến phương Tây, để vấn đề của tu chân bên này cho tôi xử lý. Trải qua mấy trăm năm phát triển, Vân Kỳ đã trở thành đế quốc thương nghiệp đẳng cấp thế giới, phạm vi nghiệp vụ bao trùm mọi khía cạnh của đời sống con người. Trong đó khoa học kỹ thuật đã đứng đầu thế giới. Đến ngay cả Vân Sa, tòa nhà thông minh, thành phố thông minh mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy lúc mới quay về thực ra đều có bóng dáng của Vân Môn. Khoa học lĩnh vực đã đạt tới đỉnh cao, phát triển ra tới vũ trụ. Đế quốc thương nghiệp Vân Kỳ có được hôm nay đều là nhờ sự hỗ trợ của Vân Môn ở phía sau. Tuy hiện nay đệ tử cốt lõi của Vân Môn chỉ có hơn 100, nhưng đều đạt tới cấp bậc kim đan, mà đế quốc thương nghiệp Vân Kỳ là ngoại môn của Vân Môn, cũng xem như là đệ tử của Vân Môn, hoặc là người tu chân hoặc là các tinh anh hàng đầu các ngành công nghiệp khác nhau, nếu thật sự muốn tính thì bao gồm cả đệ tử ngoại môn là một con số khổng lồ. Chuyện này Dương Tinh Phó đã nói hết với Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên không hứng thú mấy nên cũng không tìm hiểu thêm. Đợi sau khi Dương Tinh Phó ra ngoài, Dương Quốc Trung mới lên tiếng hỏi, sao đột nhiên muốn triệu tập thế lực giới võ cổ. Khi Dương Bách Xuyên hỏi điều này, trong mắt vô cùng lo lắng, ông ấy sợ con trai sẽ làm ra chuyện gì khác thường, không đợi Dương Bách Xuyên trả lời, Dương Quốc Trung đã nghiêm khắc cảnh cáo, con đừng làm chuyện hồ đồ, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng hưng thịnh, từ sau thời đại tự phục hưng, hoàn toàn đạt tới đỉnh cao thế giới, không quá lời nếu nói rằng vĩ nhân vĩ đại từ thời phục hưng đã thực hiện một kế hoạch lớn, sau khi hoàn thành công cuộc phục hưng dân tộc vĩ đại, Cửu Châu ta đã trở thành đế quốc cường đại nhất trái đất. Không ai sánh bằng. Việc này không có sự tham gia của tu sĩ, là kết quả cố gắng của một thế hệ tinh anh, là kết quả của sự phát triển thuận theo tự nhiên của nhân loại, sở dĩ Vân Môn có thể tồn tại được thời gian dài như vậy đều là do chúng ta không can thiệp vào chuyện thế tục. Con trai, tu chân mới là sự nghiệp của chúng ta, con đừng làm chuyện ngu ngốc, cho dù con. Thì sao chứ, ở đây chung quy vẫn là nơi phàm tục, không phải tu chân giới, chúng ta không thể can thiệp vào, con hiểu chưa? Dương Bách Xuyên sững sờ trong giây lát khi nghe những lời nói vừa nghiêm khắc vừa lo lắng của cha mình, nhưng hắn đã hiểu được, cha hắn nghĩ hắn muốn xưng bá ở trái đất. Sau khi phản ứng lại, hắn cười khổ nói, cha nghĩ gì vậy? Con triệu tập hậu bối của giới võ cổ là vì thủ lĩnh thần Long Đàm Ngô Nam đã đến tìm con, nói rằng có người không an phận. Nếu con muốn làm gì thì đã làm từ 700 năm trước rồi, cha yên tâm, con không có hứng thú với mấy chuyện thế tục. Ngược lại sẽ dùng hết sức của mình để bảo vệ Cửu Châu của chúng ta, trong số các tu sĩ có ai dám can thiệp vào sự phát triển của trái đất, con sẽ lấy đầu người đó. Lần này triệu tập những người đó là vì nghe nói như vậy nên mới muốn xem thử ai dám gây chuyện, hơn nữa Ngô Nam còn nói mấy trăm năm nay trên trái đất xuất hiện một số chủng tộc ngoài hành tinh, nếu con đã về rồi thì chỉ muốn góp chút sức, cha yên tâm, con sẽ không làm loạn đâu. Dương Quốc Trung xuất thân vệ sĩ, có lòng tự tôn dân tộc. Mấy năm nay ông ấy cũng bí mật giúp đỡ Cửu Châu rất nhiều chuyện, trong lòng thầm nghĩ đến sự phồn vinh hưng thịnh của Tổ quốc, nhưng cũng không mong tu sĩ can thiệp vào, ông ấy biết rõ nếu tu sĩ can thiệp vào sẽ có hậu quả gì. Nghe Dương Bách Xuyên giải thích xong ông ấy mới thở phào một hơi, vui mừng nói, vậy thì cha yên tâm rồi. Nhưng mà mấy năm nay quả thực có một vài tin tức không tốt, nhưng Cửu Châu ta có tu sĩ, sau khi Vân Môn ra tay vào lần thì những chủng tộc ngoài hành tinh kia đã biến mất không dấu vết. Nghe nói đã đi đến phương Tây nên bọn ta cũng không để ý nữa. Nếu chúng lại đưa tay ra thì cứ chặt tay, cần cha làm gì thì con cứ nói đi. Ha ha, cha không cần lo lắng, chủng tộc ngoài hành tinh gì đó, nếu con đoán không nhầm thì chỉ là một đám sinh vật ở thế giới nhỏ bên dưới tu chân giới, cũng chỉ là một loại tu sĩ mà thôi, đợi con xem xét kỹ lưỡng rồi nói tiếp. Những tu sĩ giới võ cổ này chính là một tai họa ngầm, lần này con thật nóng lòng muốn xem thử. Dù sao cũng không thể giữ họ lại trái đất, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Dương Bách Xuyên nheo mắt nói. Đừng nói là con định giết họ đó chứ. Dương Quốc Trung vừa nghe liền nhíu mày. Dương Bách Xuyên cười khổ nói, cha, trong mắt cha con là kẻ sát nhân như vậy sao? Con cũng chỉ đưa họ đến Sơn Hải giới, rời khỏi trái đất mà thôi. Ồ, Dương Quốc Trung thở phào một hơi, năm đó ở Sơn Hải giới ông ấy đã thấy Dương Bách Xuyên giết người, bán tín bán nghi. Nhưng thấy Dương Bách Xuyên nghiêm túc như vậy cũng không hỏi nhiều. Con, xem được mà làm đi. Đừng nói là Vân Môn không công khai tin tức Dương Bách Xuyên trở về, dù cho có công khai thì bây giờ hắn cũng không còn nhiều người quen trên trái đất. Mà sau khi Dương Tinh Phó dùng danh nghĩa của Vân Môn gửi tin tới các thế lực khắp Cửu Châu, giới võ cổ Cửu Châu,
bây giờ gọi là giới tu sĩ càng thích hợp hơn. Cả giới tu sĩ đều náo động. Vân Môn đã bế quan gần 300 năm, đột nhiên ra lệnh triệu tập vẫn khiến người ta hoang mang. Nhưng đa phần đều là nghi ngờ. Tại Thiếu Lâm Ẩn Tông, một lão hòa thượng tóc trắng nhìn lệnh triệu tập của Vân Môn, nói với mấy vị trưởng lão xung quanh, chư vị sư đệ nghĩ thế nào. Vân Môn đã đóng cửa 300 năm, ẩn mình lâu như vậy nay lại đột nhiên gây ra tiếng vang trong giới tu sĩ, hơn nữa vừa mở cửa liền ra lệnh triệu tập, đúng là kỳ quái, dù thế nào thì Thiếu Lâm chúng ta cũng phải đến xem thử. Chúng ta đạt được thành tựu như hôm nay đều là nhờ vào vị tổ sư khai phái Vân Môn trong truyền thuyết Dương Bách Xuyên, nếu không nhờ ngài ấy tìm được phương pháp tu luyện mở ra giới võ cổ vào 700 năm trước thì cũng sẽ không có chúng ta của bây giờ, không có giới tu sĩ Cửu Châu như hiện tại. Một vị trưởng lão lên tiếng nói. A-di-đà Phật, lão tăng thấy, chỉ bằng phái một người đại diện đến đó xem thử. Ý của vị trưởng lão này là không cần phải gióng trống khua chiêng. Không tệ, nếu chúng ta đã muốn tiến xa hơn, chúng ta đã đồng ý với linh chủ phương Tây rồi, trước mắt thì chuyện đó vẫn quan trọng hơn, chỉ cần có thể giúp linh chủ tìm được nơi đó, đến lúc đó chúng ta mới có hy vọng rời khỏi trái đất, bị nhốt ở trái đất, tu vi không thăng tiến chính là tai họa. Giới tu sĩ thật sự mới là thế giới mà chúng ta hướng đến. Đại thiện, những lão tổ của giới võ cổ chúng ta năm đó đã đi theo Dương Bách Xuyên rời khỏi trái đất để đến Sơn Hải giới trước, nhưng lại không nghĩ đến đường ra cho chúng ta, Vân Môn bọn họ bế quan không ra ngoài, cũng không còn thông đạo để đến Sơn Hải giới nữa, con đường của mọi người đều đã đứt đoạn, bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị linh chủ có thể dẫn dắt chúng ta rời khỏi trái đất, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Mấy vị trưởng lão đều bày tỏ ý kiến, nhưng thật ra đều giống nhau, ai biết sau khi Vân Môn bế quan hơn mấy trăm năm bây giờ như thế nào. Dù sao thì bây giờ một số thế lực lớn cũng đã trở thành thế lực tương đương, tu vi của họ đã đạt đến mức khiến mọi người hài lòng, muốn tu vi có tu vi, muốn người có người, tự nhận không yếu hơn Vân Môn nên cũng không cần phải luồn cúi Vân Môn. Vân Môn trên danh nghĩa là tông môn đứng đầu giới võ cổ năm đó. Nhưng qua mấy trăm năm cũng không thể mang lại phương hướng xuất đạo cho mọi người, tu vi của mọi người đều đã đạt tới cực hạn trên trái đất, sau khi mọi người tu luyện đều biết có sự tồn tại của tu chân giới và sơn hải giới. Bọn họ đều cần phải ra ngoài, đều cần tăng tu vi, nhưng 300 năm trước Vân Môn đã cho biết thông đạo đến sơn hải giới đã đóng cửa, cuối cùng không đến sơn hải giới được nữa. Từ đó đóng cửa đến nay, chỉ để lại một câu chờ tin tức, thời gian chớp mắt đã 300 năm trăm trôi qua. Hàng trăm năm trôi qua, sự kính sợ của mọi người đối với Vân Môn cũng đã tan biến. Mấy tháng trước có một vị cường giả phương Tây tự xưng là linh chủ, liên lạc với mấy đại trưởng môn trưởng giáo trong giới tu sĩ, nói với họ chỉ cần giúp hắn ta tìm một nơi ở Đông Hải, là hắn ta có thể đưa mọi người đến tu chân giới chân chính, thậm chí là cho mọi người linh thạch để tu luyện. Điều kiện như vậy không ai có thể từ chối. Gần như tất cả thủ lĩnh của các tông môn ở Cửu Châu đều đồng ý với vị linh chủ phương Tây này, mấy ngày trước còn tập họp ở Đông Hải để thương nghị đại sự, tìm kiếm gì đó ở Đông Hải. Vì vậy các đại trưởng lão của Thiếu Lâm Ẩn Tông đều có cùng suy nghĩ, phái một người đến Vân Môn ứng phó là được rồi, trước mắt thì thỏa thuận với linh chủ phương Tây quan trọng hơn. Phương trưởng Thiếu Lâm nghe mấy vị trưởng lão nói xong, trầm ngâm hồi lâu mới nói, A-di-đà Phật, đừng nóng vội nhất thời. Chư vị sư đệ theo ta đến Vân Môn một chuyến rồi hẳn quyết định, đừng quên Vân Môn có một cặp vợ chồng thần bí. Nghe đồn có quan hệ thân thiết với Dương Bách Xuyên, là cường giả thật ự, tu vi không thua kém ta, cũng đừng quên lời dạy của tổ tiên, 700 năm trước lão Phương Trượng đã theo Dương Bách Xuyên rời đi, lỡ như một ngày nào đó Dương Bách Xuyên về, lão Phương Trượng về thì chúng ta phải giải thích thế nào. Cũng đừng quên điển tích đã ghi lại năng lực của Dương Bách Xuyên 700 năm trước mạnh đến mức nào. Nghe Phương Trượng nói xong, mấy vị trưởng lão đều chấn động, nhớ lại năm đó Dương Bách Xuyên đã thiết huyết giới võ cổ như thế nào được ghi trong điển tịch. Ba Thục Nga Mi, không cần quan tâm. Thanh Thành, thiệp mời của Vân Môn cũng chưa đưa được đến tay trưởng giáo. Võ Đang, đi thôi. Côn Lôn, Thiên Cương Tông và Võ Đang giống nhau, đều đã đến Vân Môn. Mật Tông Tự, Miêu Trại phái người đến đã đối phó. Các gia tộc cổ xưa cũng giống vậy. Tóm lại có người muốn đến Vân Môn, cũng có người không xem trọng Vân Môn. Nhưng giới tu sĩ đang hỗn loạn. Dù là lệnh triệu tập của Vân Môn hay là 7 ngày nữa linh chủ phương Tây sẽ xuất hiện ở Đông Hải, giới tu sĩ đều đang âm mưu chuyện lớn gì đó. Mấy trăm năm trôi qua,
Các thế lực này đã bành trướng, hơn nữa Vân Môn lại bế quan, bọn họ từ lâu đã không sợ hãi Vân Môn như năm đó nữa, trước tâm tư ích kỷ, bọn họ đã quên mất ân huệ truyền đạo và thủ đoạn thiết huyết của Dương Bách Xuyên. Đương nhiên cũng có người tự bia thực lực của mình, sau khi nhận được lệnh triệu tập của Vân Môn liền lập tức đến Vân Môn. 3 ngày nay Dương Bách Xuyên đều tập trung ngồi thiền, không rời khỏi mật thất. Đang đại trưởng giáo của Võ Đang đến Vân Môn trước, Võ Đang và Vân Môn đã được tổ tiên từ xưa dạy dỗ, không chấp nhận bất kỳ sự cầu thả nào. Tiếp theo là người đứng đầu của Côn Lôn, Thiên Cương Tông, Thiếu Lâm đến. Sau đó là Nga Mi, Mật Tông Tự, Miêu Trại và một số gia tộc khác chỉ phái người đại diện đến. Rõ ràng là không xem Vân Môn ra gì. Dương Tinh Phó đã tiếp đãi những nhân vật trong giới tu sĩ này ở sân của Vân Mông. Dương Tinh Phó thấy ngoại trừ Thiếu Lâm, Côn Lôn, Võ Đang, Thiên Cương Tông là do người đứng đầu đến, các thế lực khác đều chỉ phái đại diện đến, sắc mặt cũng trở nên u ám, trong lòng cười lạnh, xem ra cha nói rất đúng, thế giới tu sĩ vĩnh viễn đều là thiết huyết thì mới tạo ra tiếng vang. Về lý thuyết, khi Vân Môn ra lệnh triệu tập, các thế lực lớn đều phải phái người đứng đầu đến Vân Môn, mà hiện tại lại có một số người vắng mặt, đương nhiên là không đặt Vân Môn trong mắt. Dương Môn Chủ, Vân Môn đã đóng cửa 300 năm, nay lại đột nhiên ra lệnh triệu tập, có chuyện gì thì nói sớm đi, mọi người đều rất bận rộn. Đúng vậy, xem ra mọi người đều đã đến đông đủ rồi, có gì thì nói nhanh đi. Mấy người được các gia tộc phái đến đại diện ngược lại vô cùng ngông nghênh, một người ồn ào trước, một đám ngỗ ngược theo. Vô sỉ, thánh địa Vân Môn là nơi để các người ồn ào làm loạn sao? Võ Đang trưởng giáo đứng dậy quát lớn, Võ Đang mãi mãi là người ủng hộ Vân Môn. Hừ, Hoa Thanh trưởng giáo tức giận như vậy, Vân Môn là gì chứ? Vân Môn còn không cho người ta nói chuyện à? Người của Miêu Trại lên tiếng. Các người là ai? Có tư cách gì nói chuyện với trưởng giáo nhà bọn tôi? Miêu Trại các người thì hay rồi, Vân Môn ra lệnh triệu tập mà các người chỉ phái một người kim đan cảnh đến, không coi ai ra gì à? Đệ tử của Võ Đang trưởng giáo Hoa Thanh tức giận nói. A-di-đà Phật, Vân Môn có phải thánh địa không? Không phải lời nói ngoài miệng, nhưng tiểu tăng thật sự rất muốn thỉnh giáo môn chủ Vân Môn về Phật Pháp một chút. Một lão hòa thượng của Mật Tông Tự lên tiếng. Dương Tinh Phó cười lạnh nói, chư vị đợi chút, vẫn còn khách chưa đến, đợi đông đủ đương nhiên sẽ nói mọi người biết nguyên nhân triệu tập lần này. Còn cao tăng Mật Tông Tự muốn lĩnh giáo Phật Pháp tôi cũng rất vui, nhưng... Trước tiên câm miệng hết đi. Dương Tinh Phó nhìn chằm chằm lão hòa thượng cấp bậc trưởng lão của Mật Tông Tự, cả người phóng ra khí tức, cả sân lập tức im lặng. Xuất khiếu cảnh. Rất nhiều người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh, trên trái đất này không có được mấy người đại tới xuất khiếu cảnh, lão hòa thượng Mật Tông cũng nheo mắt, ông ta khổ tu mấy trăm năm, không tiếc tu tà đạo cũng chỉ mới đạt tới xuất khiếu cảnh, mà Dương Tinh Phó cũng là xuất khiếu cảnh. Nhưng nghĩ tới tu vi của tông chủ nhà mình, sắc mặt lão hòa thượng mới giãn ra một chút. Tóm lại sau khi Dương Tinh Phó phóng thích khí tức, xung quanh đã yên tĩnh hơn. Mà lúc này Ngô Nam cũng đã đến. Mật Tông lão hòa thượng tức giận quá vậy, nghe nói tông chủ của ông đã đạt tới phân thần cảnh rồi, sao lại không đến vậy? Ai cũng có thể nghe ra sự khinh thường trong giọng nói của Ngô Nam. Ngô Nam là thủ lĩnh Cục An ninh Quốc gia Cửu Châu, không ai không biết. Ai cũng phải nể mặt ông ấy 3 phần, lão hòa thượng Mật Tông xấu hổ không tiếp lời. Mà Ngô Nam biết rõ, nếu như Dương Bách Xuyên đã về, hôm nay sẽ có người xui xẻo nên ông ấy cũng rất thoải mái. Sau khi Ngô Nam đến, các thế lực tông môn đều chào hỏi. Đối với người đứng đầu Bộ An ninh Quốc gia đại diện cho phía chính phủ này, tu sĩ kiêu ngạo đến mấy cũng phải nể mặt vài phần. Chưa kể đến thực lực và thể diện của Ngô Nam, các tu sĩ ở đây đều biết Bộ An ninh Quốc gia có một số vũ khí công nghệ cao khiến bọn họ phải e ngại vài phần. Sau khi mọi người đến đông đủ, Dương Tinh Phó nén giận, cung kính quay về phía nhà chính Dương gia và nói, thưa ba, mọi người đã đến đông đủ, mời ba ra chỉ thị. Dương Tinh Phó vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Mọi người đều biết Dương Tinh Phó người ba là tổ sư lập phái Vân Môn tên Dương Bách Xuyên, đó là nhân vật đã để lại vô số truyền kỳ trong giới võ cổ vào 700 năm trước. Nhưng ai cũng biết 700 năm trước Dương Bách Xuyên đã dẫn theo tất cả các tiền bối đạt đến hư cảnh hoặc kim đan của giới võ cổ tới Sơn Hải giới, sau đó chưa từng trở về. Về sau Vân Môn truyền ra tin tức thông đạo Sơn Hải giới đã bị niêm phong, vậy thì càng không có hy vọng. Hơn nữa,
đứa con trai Dương Tinh Phó của Dương Bách Xuyên cũng đã ở trái đất 700 năm, mà ai cũng biết Thông Đạo Sơn Hải giới quả thật đã sụp đổ, Dương Bách Xuyên và các vị tiền bối 700 năm trước đều không về được nữa. Cũng chính vì vậy mà một số thế lực không còn sợ hãi Vân Môn. Lại thêm mấy trăm năm phát triển, sau khi thực lực và thế lực các phe càng ngày càng lớn mạnh, uy thế của Vân Môn càng phai nhạt. Vì vậy mới có cảnh hôm nay Vân Môn phát lệnh triệu tập nhưng gia chủ của các thế lực lớn không đến, mà chỉ sai người đến dự cho có lệ. Nhưng một câu của Dương Tinh Phó nói vọng vào nhà chính Dương gia lại như tiếng sấm vang lên trong lòng những người này. Ba của Dương Tinh Phó chỉ có một, đó là Dương Bách Xuyên. Lẽ nào Dương Bách Xuyên đã trở về? Giờ phút này, trái tim của rất nhiều người đã vọt lên tận cổ họng. Tất nhiên những người này đều thuộc thế lực không có gia chủ đến dự. Không có nhiều gia chủ đến, bọn họ thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đến, nếu không hôm nay sẽ xong đời. Khả năng cao là Dương Bách Xuyên trong truyền thuyết đã trở về. Một giây sau, trong sân lóe lên ánh sáng, mọi người nhìn thấy một thanh niên tóc trắng xuất hiện trước mặt Dương Tinh Phó. Phụt phụt phụt. Gia chủ của Côn Luân, Võ Đang, Thiên Cương Sơn, Thiếu Lâm và một số gia tộc khác đều đứng phắt dậy. Bọn họ đều là những người năm xưa từng may mắn được gặp Dương Bách Xuyên, tất nhiên là nhận ra hắn. Hơn nữa, cho dù không nhận ra thì mái tóc trắng kia chính là điểm đặc trưng nhất của Dương Bách Xuyên. 700 năm trước những người này chỉ là tép diêu không đáng chú ý, sau khi thế hệ trước đến Sơn Hải giới, bọn họ mới trở thành gia chủ. Không ai biết rõ về sự tích của Dương Bách Xuyên hơn bọn họ. Thật ra rất nhiều người có mặt hôm nay đều đi theo tiền bối đến Đại hội Vân Môn hồi ấy, đã từng nhìn thấy tướng mạo của Dương Bách Xuyên. 700 năm qua đi, tướng mạo của Dương Bách Xuyên không hề thay đổi, rất nhiều năm xưa từng gặp Dương Bách Xuyên đều nhận ra hắn từ cái nhìn đầu tiên. Trong cảm giác, mấy vị gia chủ Côn Luân trong 8 tông môn lớn đều nhận thấy Dương Bách Xuyên không tồn tại, nhưng mắt lại nhìn thấy hắn xuất hiện trong sân. Biến hóa kỳ lạ này khiến mấy cao thủ đương thời như bọn họ đều giật mình kinh ngạc. Gia chủ của 8 tông môn lớn hiện tại đều đạt tới cấp bậc cảnh giới phân thần, bọn họ tự cho rằng mình là nhân vật tựa như thần tiên trên trái đất. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, trong lòng ai nấy đều cực kỳ chấn động. 700 năm trước Dương Bách Xuyên là nhân vật hô phong hoán vũ, hiện giờ tu vi của Dương Bách Xuyên đã đạt đến cấp độ nào, bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả mấy người bọn họ có thể đạt tới tu vi cảnh giới phân thần cũng là nhờ hơn 300 năm trước phát hiện ra một di tích tu chân ở sâu trong Tây Vực nên mới có cảnh giới tu vi hiện tại. Bọn họ tự thấy cảnh giới tu vi rất cao, nhưng khi nhìn Dương Bách Xuyên lại không thể nhìn thấu. Đây mới là điều sốc nhất. Tất nhiên đối với bọn họ mà nói, hôm nay chuyện sốc chân chính mới vừa bắt đầu. Sau khi hoàn hồn, mấy người vội vàng tiến lên hành lễ, Côn Luân, Võ Đang, Thiếu Lâm, Thiên Cương Tông. Bái kiến Dương môn chủ. Có mấy người này dẫn đầu, những người khác cũng sực tỉnh, lập tức bái kiến. Không quỳ lạy nhưng chắp hai tay, khom lưng 90 độ thực hiện đại lễ cổ xưa. Dương Bách Xuyên có thể nhận đại lễ này. Ha ha! Dương Bách Xuyên dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn tất cả những người có mặt ở đây, vừa lên tiếng đã bật cười ha ha làm mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà không cho bọn họ đứng dậy. Lúc này không ai dám đứng dậy, tất cả đều khom lưng hành lễ. Dương Bách Xuyên cố ý làm vậy. Các vị còn nhớ Vân Môn không? Đây mới là câu nói đầu tiên của tên họ Dương nào đó. Nhưng sau khi câu nói này được thốt ra, âm thanh bộp bộp liên tục vang lên. Ngoại trừ mấy gia chủ ngày hôm nay đến dự, các đại biểu được phái tới đều bị một luồng áp lực vô hình đè xuống đất. Lúc này, mặc dù mấy gia chủ Côn Luân không phải chịu áp lực, nhưng khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói câu các vị còn nhớ Vân Môn không, bọn họ đều túa mồ hôi chán. Đây là thủ đoạn gì? Chỉ một câu nói, không có hành động gì cả, vậy mà lại khiến mười mấy đại biểu ở đây nằm bẹp dưới đất, khóe miệng trào máu. Hơn nữa, bọn họ còn nghe ra nỗi tức giận trong câu nói này của Dương Bách Xuyên. Không hỏi các vị có nhớ Dương Bách Xuyên hắn không, mà hỏi có nhớ Vân Môn không? Đây là đang nhắc nhở đám người bọn họ năm xưa hắn từng nói lấy Vân Môn làm đầu, nhưng không có ai coi ra gì. Không coi ra gì cũng được thôi. Nhưng hậu quả thì phải tự mình gánh chịu. Trên trán trưởng giáo Côn Luân đổ mồ hôi lạnh, nhìn trưởng giáo Võ Đang là Hoa Thanh chân nhân xin giúp đỡ. Ông ta biết lúc này chỉ có Võ Đang có quan hệ sâu xa với Vân Môn lên tiếng thì mới thích hợp.
không cần hỏi, mấy người bọn họ cũng biết Dương Bách Xuyên bất mãn với giới tu sĩ hiện nay. Hoặc là nói bất mãn với bọn họ. Trưởng giáo võ đang là Hoa Thanh chân nhân nuốt nước bọt, nhưng thái độ khá ung dung, bởi vì từ trước tới giờ võ đang và Vân Môn chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào, coi nhau như người một nhà. Đệ tử Hoa Thanh chưa bao giờ dám quên sư tổ, càng không dám quên Vân Môn. Dương Bách Xuyên híp mắt, hắn không có ấn tượng với trưởng giáo võ đang hiện tại, nhưng có thể nhìn ra Hoa Thanh không nói dối, lời nói rất chân thành. Hắn lại nhìn người của Côn Luân, Thiếu Lâm, Thiên Cương và mấy gia tộc khác, ai nấy đều đứng khom lưng nhưng đã đổ mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng Dương Bách Xuyên thở dài, nói, tất cả đứng dậy đi. Dương Bách Xuyên không có hứng ra tay với mấy người này, và lại mấy người bọn họ đều tới đã chứng tỏ ít nhiều gì bọn họ vẫn còn ghi nhớ lời nói của mình năm xưa. Hơn nữa, Hoa Thanh của võ đang đã mở lời, hắn cũng bất giận. Nhưng những người khác thì Dương Bách Xuyên không định bỏ qua, bọn họ nằm dạp trên đất đã lâu. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm những người nằm dạp trên đất, gằn giọng hỏi, gia chủ nhà các ngươi chết hết rồi à? Câu hỏi bất giác mang theo chân nguyên trong cơn tức giận lập tức khiến những người nằm dạp trên đất hộc máu. Người nào người nấy đều run lẩy bẩy. Bẩm tiền bối, gia chủ đang ở nhà. Người thứ nhất trả lời là người của một gia tộc. Sau đó, những người khác cũng tranh nhau trả lời, ai cũng nói gia chủ đang ở nhà. Bọn họ sợ Dương Bách Xuyên đang nổi giận, mình khó giữ mạng. Dương Bách Xuyên nghe xong thì cười ha hả, quả nhiên đúng như hắn suy đoán, thời gian lâu dài những người này đã quên Vân Môn tượng trưng cho điều gì. Được lắm, tất cả đều đang ở nhà đúng không? Nếu lệnh triệu tập của Vân Môn không mời được thì ta sẽ đích thân đi mời bọn họ. Dương Bách Xuyên cười gằn, sau đó đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, thần thức cường đại bao phủ khắp đất trời phóng ra ngoài. Thần thức cường đại của hắn có thể bao trùm cả trái đất chỉ bằng một ý niệm. Mấy gia chủ Côn Luân không biết Dương Bách Xuyên có ý gì, còn tưởng hắn muốn bay đi hoặc ra lệnh cho người đi bắt những kẻ không đến, nhưng lại thấy Dương Bách Xuyên đứng tại chỗ nhắm mắt lại. Lúc này, phương trưởng chủ trì của Mật Tông Tự đang tĩnh tọa trong một ngôi chùa trên một ngọn núi lớn nào đó ở vùng Tây Tạng thì đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ông ta há to miệng nhưng không thể phát ra tiếng, sau đó bỗng dưng biến mất trong căn phòng. Trong lúc trưởng môn của Ba Thục Nga Mi và mấy đại trưởng lão đang bàn chuyện, trước ánh mắt kinh hãi của đồng tử, trưởng môn và mấy đại trưởng lão đều biến mất trong đại điện. Ở khắp Hoa Hạ đều diễn ra cảnh tượng tương tự. Trên quảng trường Vân Môn, một cảnh tượng khiến mọi người sợ hãi xuất hiện. Sau khi Dương Bách Xuyên nhắm mắt chưa đầy 10 hơi thở, trong sân vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nhìn sang thì thấy trong sân đột nhiên xuất hiện hết người này đến người khác. Chính là gia chủ của các thế lực lớn. Lúc này sắc mặt ai nấy đều trắng bệch như giấy, khóe miệng vương vết máu, kêu gào thảm thiết. Mấy gia chủ Côn Luân phát hiện ra trong số những người này, hễ là gia chủ thì đều mất hết tu vi. Thủ đoạn của thần tiên. Lúc này, những người ở đây đưa mắt nhìn nhau, trong đầu nảy ra câu này. Những người này đều bị Dương Bách Xuyên dùng phép tắc của thần hồn cường đại ép xuống, chỉ bằng một ý nghĩ, cách xa ngàn dặm đã bắt được Vân Môn. Sau khi phản ứng lại mới phát hiện, tất cả tu sĩ trong thông đạo đều ở đó, trước mặt bọn họ là một thanh niên với mái tóc trắng. Những người của các thế lực lớn đều hít sâu một hơi, năm đó bọn họ đã từng gặp mặt Dương Bách Xuyên, sao có thể không nhận ra. Trong nháy mắt, bọn họ hối hận đến xanh ruột, nhưng tất cả đã muộn, bởi vì đạo hạnh vất vả tu luyện 700 năm đã bị phế đi. Chỉ có thể là do Dương Bách Xuyên ra tay. Bầu không khí lúc này như đông cứng lại, đương nhiên đây là cách nói dành cho những tu sĩ đang gắng gượng. Nhiều hơn là khiếp sợ, bọn họ bị dọa bởi thủ đoạn của Dương Bách Xuyên, không một ai nhìn thấy hắn đã làm gì, nhưng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện rất nhiều người. Trong đó có gia chủ của những thế lực lớn, sau khi xuất hiện thì tu vi đều đã bị phế. Chuyện này quả thật là quá khiếp sợ. Ngoại trừ một số gia chủ thì bất cứ tu sĩ đạt tới cấp bậc kim đan gần như đều xuất hiện. Một người, hai người. Chỉ trong nháy mắt, trên quảng trường Vân Môn đã xuất hiện 400-500 người, bọn họ đều là tu sĩ của các môn phái ngày nay. Trong số đó, tu vi cao nhất là người đứng đầu của 8 đại tôn môn trước kia, một nửa thế lực của 8 giáo phái này đều đã đạt tới phân thần sơ kỳ, có cả xuất khiếu và nguyên anh. Bọn họ cũng được xem là tu sĩ cường đại nhất trên trái đất, đương nhiên trong số 4,
500 người này thì chỉ có mấy chục người mà thôi, chiếm số ít, nhiều hơn vẫn là tu vi kim đan. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn đám người này, trong lòng cũng rất ngạc nhiên, phân thần cảnh vậy mà có 4 người, 10 tu vi xuất khiếu, đạt tới Nguyên Anh thì khoảng hơn 30 người, còn lại đều là kim đan chừng 468 người. Những người này có thể đạt tới tu vi như hiện tại, tất nhiên là liên quan tới vấn đề thời gian, cũng chứng minh tư chất tu luyện không tệ, nhưng ở trái đất mà lên được phân thần cảnh thì quả thật là không dễ dàng, điều này khiến Dương Bách Xuyên nghi hoặc, bọn họ tu luyện như thế nào. Ở Vân Môn, phân thần cảnh cũng chỉ có một mình Âu Dương Ngọc Thanh, con trai Dương Tinh Phó mới chỉ đạt tới cảnh giới xuất khiếu, Âu Dương Lạc Lạc là kim đan đại viên mãn, những đệ tử khác trong Vân Môn. Cảnh giới Nguyên Anh cũng chỉ có hơn 20 người, loại tu vi thế này, phải có cha mẹ chỉ dạy dưới điều kiện có La Phù Động Thiên thì mới đạt được. Dương Bách Xuyên nghĩ không ra, những người này làm cách nào để tu luyện. Trong lòng khẽ động, hắn nhìn về phía hai người đứng đầu của Võ Đang và Côn Luân nói xem những năm nay các người tu luyện như thế nào. Hoa Thanh Chân Nhân lập tức hiểu ý của Dương Bách Xuyên, ông ta nhìn sang Côn Luân trưởng giáo, đối phương ra hiệu cho Hoa Thanh nói. Hoa Thanh tiến lên, cung kính đáp, sư tổ, thật ra chúng ta phát hiện một vài nơi trên trái đất có di tích tu chân cổ xưa, gặp cơ duyên nên tu vi của tất cả mọi người đều tăng lên. Đại khái qua những gì Hoa Thanh nói, Dương Bách Xuyên lập tức hiểu rõ, điều này nằm trong dự liệu của hắn, quả nhiên trên trái đất có rất nhiều di tích tu chân, hơn nữa cũng khác nhau. Năm đó, hắn lấy được kiếm đồ long ở Hồ Tiên Nữ, khám phá bí cảnh trong núi Trường Bạch Thu được Hắc Liên. Cũng trong 700 năm sau khi hắn rời đi, tu chân giả ở trái đất đương nhiên cũng có thể phát hiện ra những di tích tu chân, từ đó nâng cao tu vi của bản thân. Theo lời kể của Hoa Thanh, trong mấy trăm năm các tông môn lớn liên hợp với nhau, trên thực tế bọn họ đã phát hiện ra không ít di tích, cũng thu được nhiều lợi ích, đương nhiên tu vi cũng sẽ tăng ở một nơi có linh khí mỏng manh như trái đất. Khi thì phát hiện linh thức linh dược, khi thì pháp khí pháp bảo, thậm chí còn có công pháp tu chân. Tóm lại trong khoảng thời gian mấy trăm năm này, tu sĩ trái đất phát hiện được không ít di tích, đây cũng chính là nguyên nhân khiến tu vi của họ được như hiện tại. Năm đó, lão đầu cũng từng nói trên trái đất có di tích tu chân cổ, thậm chí còn có thể là di tích từ thời đại hồng hoang, hơn nữa trái đất là giới khởi nguyên, nơi bắn đầu sinh ra vạn vật, nơi này còn có thần mộ viên thần bí, trái đất có rất nhiều bí mật lớn. Tu vi của những tu sĩ này có thể tăng tới như bây giờ cũng là điều dễ hiểu. Dựa theo những gì Hoa Thanh Chân Nhân nói, thật ra sau khi bọn họ phát hiện được một số di tích, vốn muốn đi cùng Vân Môn, thậm chí ông còn nghĩ nên để Vân Môn dẫn đầu, nhưng sau khi Vân Môn phong bế núi thì không liên lạc với ngoại giới, vậy nên những chuyện này Vân Môn không biết cũng không tham dự. Nói xong, ông ta nơm nớp lo sợ nhìn Dương Bách Xuyên, sợ hắn tức giận. Dương Bách Xuyên biết, Vân Môn phong bế là ý của cha hắn Dương Quốc Trung, ông sợ Vân Môn ở trái đất lớn mạnh. Đệ tử Vân Môn trở về sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của trái đất. Xuất phát điểm của cha hắn đúng, nhưng ông lại quên mất còn có những tu sĩ khác. Đương nhiên, năm đó Vân Môn quả thật là một sự tồn tại vô cùng cường đại, những thế lực tu chân khác mới chỉ bắt đầu, cha hắn không quan tâm cũng là điều bình thường, chỉ một lòng muốn trông coi Vân Môn, không ngờ sau 800-900 năm, những tu sĩ của các thế lực cũng phát triển nhanh chóng. Nhưng hắn biết, với tu vi của cha mẹ mình, cho dù là 700-800 năm trước thì bọn họ đã là những cường giả vô cùng mạnh, vậy nên mới không chú ý tới tình hình của những tu sĩ khác trên trái đất. Lại không ngờ chỉ 700-800 năm ngắn ngủi, các thế lực khác lại vượt Vân Môn về sức mạnh tổng thể. Dương Bách Xuyên biết, trong 700-800 năm này, nhị đồ đệ Vương Tông Nhân đã đưa những đệ tử đạt cấp bậc kim đan tới Sơn Hải Giới, vậy nên tu vi cao nhất của đệ tử Vân Môn ở trái đất cũng chỉ là Nguyên Anh. Nếu không thì bọn họ sẽ trở thành tông môn bá chủ của trái đất. Từ chuyện này, Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra được một đạo lý, cho dù là sức mạnh thế tục, hay là tu chân thì cũng không được tự phong bế bản thân mình, nếu không không cẩn thận sẽ bị thời gian đào thải. Hắn cũng cảm thấy may mắn vì lần này đã trở lại, nếu không những thế lực tu chân ở trái đất phát triển thêm mấy trăm năm nữa thì nhất định sẽ vượt mặt Vân Môn, đến khi đó sẽ khó tránh khỏi việc bị tiêu diệt. Khi những thế lực này phát triển, chắc chắn sẽ can thiệp vào thế giới trần tục của trái đất, lúc đó tình hình sẽ thực sự rối loạn. Sau khi thực lực của tu chân giả mạnh lên, ai dám trói buộc bọn họ? Lệnh triệu tập Vân Môn lần này chính là bằng chứng tốt nhất. Sự thật đã chứng minh, những người này quả thực đã quên Vân Môn,
hay nói cách khác, họ đã quên những quy tắc mà hắn đặt ra 700 năm trước cũng quên đi thủ đoạn của hắn. Trong số rất nhiều thế lực có mặt ngày hôm nay, rất ít người nể mặt phân môn, bát đại tông môn thì mới chỉ có 4, còn lại thì gia chủ không đích thân tới. Vậy nên hắn đã nghĩ, bắt bọn họ tới đây rồi phế bỏ tu vi, cũng tóm luôn những tu sĩ có tu vi trên cảnh giới kim đan tới quảng trường Vân Môn. Hôm nay hắn quyết định phải giải quyết mối tai họa ngầm đang lớn dần. Không vì cái gì khác, mà vì sự ổn định của trái đất sau này. Dương Bách Xuyên nghe Hoa Thanh Chân Nhân kể lại, những người khác thì bị uy áp của hắn bao phủ, ai nấy đều quỳ rạp trên mặt đất. Thảm nhất là 20 người đứng đầu của các thế lực, toàn bộ tu vi đều bị phế bỏ. Đối với một tu sĩ mà nói, phế bỏ tu vi chẳng khác nào cái chết. Có người hận chết Dương Bách Xuyên. Ví dụ như lão hòa thượng trụ trì của Mật Tông Tự. Nỗi đau bị phế bỏ tu vi khiến ông ta gần như mất đi lý trí. Dương Bách Xuyên nghe Hoa Thanh Chân Nhân nói xong thì mới thu hồi uy áp, lúc này những tu sĩ khác mới há miệng thở dốc. Dương Bách Xuyên nhìn quanh một lượt rồi trầm giọng nói, lệnh triệu tập của Vân Môn không phải trò đùa, 700 năm trước tôi đã lập quy tắc, lẽ nào các người đã quên mình tu chân được như ngày hôm nay, có năng lực và tuổi thọ vượt xa người thường, tất cả đều là nhờ công pháp mà Dương Bách Xuyên này ban cho. Đời tôi hận nhất là những kẻ vong ơn phụ nghĩa, các người chính là loại người này, hiện tại, tôi nói cho các người biết, thứ tôi có thể cho đi, đương nhiên cũng có thể lấy lại. Tôi, không phục. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong đã bị người khác ngắt lời, hắn nhìn qua thì chính là lão hòa thượng Mật Tông Tự. Dương Bách Xuyên, cậu quá ngang ngược, chúng ta không quên lệnh triệu tập Vân Môn, nếu quên thì cũng sẽ không phái người tới, lẽ nào bởi vì không đích thân tới nên muốn phế bỏ tu vi của bọn ta. Làm như vậy, lão tăng không phục. Đúng thế, tôi không phục. Tôi cũng không phục. Dương Bách Xuyên, đừng có đắc ý, tu vi của cậu bây giờ cao thâm, xem bọn ta như lũ kiến hôi, nhưng trên đời này có rất nhiều cường giả sẽ trừng trị được cậu, cậu sẽ không được chết tử tế. Đúng, vị kia là linh chủ đại nhân, ít ngày nữa sẽ tới đây, đến lúc đó tôi xem cậu sẽ chết thế nào. Bọn ta đã thành lập liên minh với một cường giả phương Tây. Nếu hôm nay chúng ta chết thì cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn được đâu. Từng tiếng mắng chửi vang lên nhưng Dương Bách Xuyên chỉ cười lạnh, ánh mắt hắn lóe ra sát ý, cường giả trong mắt các người nhưng với tôi thì chỉ là rác rưởi mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.